Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Hoàng Thịnh hàng Bãi Nhật ạ. Dạ vâng, cũng như thường lệ thì hôm nay em về thêm một số các cái món đồ. Hôm nay thì em có thêm là về thêm là bánh xe này với một số các cái búa của hãng Dokyo này, búa bi của hãng OH này và thêm một số các cái con bào nhé. Cũng như là Eto và một số các cái dụng cụ đồ nghề sửa chữa này với cả một số các cái cây rìu cũng như là dao đi rừng và đục và dao bếp nha các bác. Vâng, các bác vào chơi với em thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh, em xin chân thành cảm ơn các bác ạ. Dạ vâng, hôm nay thì em lên mã E nha các bác. Dạ vâng, đầu tiên là mã E1. E1 thì em lên một cái cây xẻng đa năng nha các bác. Xẻng này sẽ đa năng. Xẻng này thì các bác nó vừa là xẻng nó vừa là cuốc luôn, các bác có thể là phù hợp, các bác có thể mang đi chơi, đi du lịch dã ngoại này, đi đi câu đi phượt hay các bỏ trong ba lô nhé, nó khá là tiện. Cái xẻng này thì nó sử dụng khá là dễ dàng thôi, nó có một cái nó có một cái con ốc ở đây ấy. Thì khi mà các bác đẩy ra ấy, đó, thì nó sẽ có cái ngàm ở đây này các bác này. Đấy, nó có cái ngàm ở đây thì ở cái chỗ cái ngàm này nó có một cái khớp đấy, mình có thể bẻ gấp ra như này để làm xẻng đó. Bẻ gấp như này thì khi bẻ như này các bác ấn vào như này này đấy, các bác vặn vào như này thì nó sẽ thành một cây xẻng như này các bác nhé. Đấy, một cây xẻng như này. Cây xẻng này thì lưỡi của nó thì ấy, nhưng mà cái phần tay cầm của nó được là bằng nhựa nhé các bác, phần tay cầm bằng nhựa, nó khá là nhẹ đấy. Và đây là xẻng, còn khi mà các bác làm cuốc ấy, thì mình ấn ra như thế này, mình gấp lên như này các bác. Đấy. Đấy, em phải vặn thêm ra rồi. Đấy. Thì đây nó sẽ thành cuốc nha các bác. Đó. Đây em ấn nó chưa vào cái khớp của nó rồi, đây rồi đó, như này nó sẽ thành cây cuốc này các bác này. Đấy. Cái tay cầm của nó thì mình có thể rút ra rút vào như này. Đấy, ngắn rất ok nha các bác. Dạ, cái xẻng này thì cái chiều rộng của lưỡi sử dụng là 14,5 cm nha các bác, và tổng chiều dài lưỡi sử dụng là được 18 ạ. Cái phần tổng chiều dài thân cán thì đây, tổng chiều dài thân cán là được 61 cm nha các bác, 61 cm. Mã E1 là 250k nha các bác. Dạ, tiếp theo là E2. E2 thì em lên một cái cây xẻng của hãng Simac ạ. Cái xẻng này thì cái phần lưỡi cũng như phần cán thì nó được thiết kế là kim loại hết các bác nhé. Có phần đuôi ở tay cầm này thì bằng nhựa này. Đó. Cây này thì nó còn mới còn đẹp nhé các bác. Ở phần chuôi kia, ở phần đầu lưỡi xẻng người ta có một cái miếng gỗ ở trong này này, đấy miếng gỗ trong này thì để người ta ốp cái chốt, đóng cái chốt ở đây nó khỏi móp là một hai nữa, tạo thêm cái độ cứng cho cái phần cán xẻng nữa các bác. Cái xẻng này thì nó dòng xẻng mini thì các bác mua về các bác có thể là phù hợp cho mình, có thể xúc đất này, phân bò hoặc là ấy mình làm bonsai đồ này các bác, làm bonsai đào đất trồng cây trong cái khu vườn nhỏ cũng rất là tiện nha các bác. Cái bản rộng của lưỡi xẻng này thì em đo được là hơn 15 cm, hơn 15. Chiều dài của lưỡi thì được là 21,5 ạ. Tổng chiều dài thân cán thì em đo được là 63,5 cm nha các bác. Đấy. Hình như ok nha các bác. Dạ mã E2 là 250k ạ. Đó, tiếp theo là mã E3. Mã E3 thì em lên một cây xẻng gấp. Cây xẻng gấp này thì cây này là của cây này thì nó không có chữ, nhưng cây này thì phù hợp các bác có thể là mình mua về rồi các bác mua về mình đi chơi này, đi câu hay đi du lịch dã ngoại gì đó mà khá là tiện đấy. Cây này dòng xẻng đa năng á, cây này là dòng xẻng đa năng thì các bác cũng có thể vừa làm xẻng và vừa làm cuốc như thế này, thì nó có một con ốc ở đây. Đó, nó có một bồ lon đây các bác có thể vặn ra thì để mình xài.
Vừa là cuốc đất và cũng là có một đầu nhọn thì để các bác cuốc đất cứng này. Đó. Cái xẻng này thì gấp gọn, nó gấp vào thì nó rất là gọn, nó rất là gọn. Bỏ trong ba lô thì các bác đi chơi, đi du lịch dã ngoại này, bỏ trong ba lô tương đối là tiện. Nó có thể vừa để sử dụng được và cũng có thể là mình phòng thân tự vệ này, trong các cái trường hợp mà nó không. Đó. Cây này thì khi gấp vào bỏ trong ba lô nó rất là tiện. Đây như này các bác này. Đấy, cây này thì hoàn toàn là bằng kim loại hết nha các bác. Bản rộng của lưỡi thì em đo được là 15 cm. Tổng chiều dài thì em đo được là 21 cm. Tổng chiều dài thân cán em đo được là 60,5 cm nha các bác. 60,5 cm. Cây này thì nó còn khá là mới. Dạ, mã E3 là 230k nha các bác. E3 là 230k. Tiếp theo là E4 ạ. E4 thì em lên một cái bánh xe, một bộ bánh xe nha các bác. Bộ bánh xe thì nó gồm 4 cái như này. Đây này các bác này. Đó, bộ bánh xe em lên này gồm 4 cái như thế này. 4 cái này thì cái bánh xe này ấy, thì thiết kế thì hoàn toàn là bằng kim loại hết nha các bác. Cái lực chịu tải của nó rất là lớn, nó có thể một bánh này có thể chịu tải được khoảng độ 1 tấn nha các bác nhé. Chịu tải khoảng 1 tấn vì cái chân đế này bằng sắt này, thiết kế hoàn toàn bằng kim loại. Cái phần này là kiểu như là thép, dòng thép không dỉ luôn đấy các bác. Nó chỉ có một cái đế này nó bị dỉ như này thôi, dỉ như này. Mà ở bên trên này cái đế này thì họ đây, cái này dòng đế tăng tăng như các bác. Mình có thể là lắp vào những cái máy lớn này, các cái máy lớn thì mình làm chân đế. Thì cái ví dụ như các bác muốn di chuyển ở đâu ấy, thì mình sẽ vặn tăng cái phần chân này, mình tăng lên tăng xuống đấy, nó có thể tăng lên xuống như này đấy. Thì khi mà di chuyển đến nơi ấy, thì các bác tăng như này thì cái độ chịu lực của nó rất là lớn, nó không phải chịu tải lên cái bánh xe nữa. Đấy. Còn khi là các bác muốn di chuyển đi đâu thì mình lại vặn đẩy cái chân này lên, mình vặn đẩy cái chân này lên đây, hoạt động bình thường như các bác. Đấy, hoạt động bình thường này. Trong bánh xe này là có bác nó thiết kế kiểu bạc đạn nhé các bác nhé, cho nên khi di chuyển rất là nhẹ, di chuyển rất là nhẹ. Một bánh xe này thì em cân rồi, bánh xe này thì nó nặng 4 kg nha các bác, một bộ của nó là khoảng 16 kg. Mã E4 là 800k nha các bác. E4 800k. Trên thị trường hiện tại họ đang bán là cái bánh xe này, một bánh là khoảng độ 350k một một cái bánh như này các bác nhé. Đó. Khoảng 350k. Hàng đẹp này các bác này. Đó. Các bác mua hàng nhận hàng thì hàng mà đến nơi các bác cứ nhận hàng rồi kiểm tra hàng thoải mái các bác nhé. Đó. Hàng cực kỳ đẹp luôn, rất là nặng. E4 là 800 ạ. Đó, tiếp theo là E5 ạ. Đây. Tiếp theo là E5. E5 thì em lên một bộ bánh xe nữa. Cái bộ bánh xe này đây, ở trên này còn có tem mác này các bác. Tem mác nhưng mà người ta có một lớp sơn ở đây này. Đấy, người ta sơn vào đây. Có màu xanh. Cái phần này thì bằng nhựa nhé các bác nhé. Phần này phần bằng cao su. Bánh thì bánh bằng nhựa. Ở trên bánh này có ghi tên hãng này, Katsura này, có ghi tên Katsura. Cái này thì nó nhẹ hơn cái bánh kia, cái này thì nó nặng khoảng 2,5 kg nha các bác. Cái bánh này thì nặng 2,5 kg. 2,5 kg. Một bộ 4 bánh này thì nó khoảng 10 kg nha các bác nhé. Khoảng 10 kg. Cái này thì nó chịu tải được khoảng độ một, cái này thì có thể chịu tải được khoảng 500 kg nhé các bác nhé. 500 kg. Thép này cũng là thép không gỉ này các bác này. Bánh này thì cái phần bánh xe này thì bằng nhựa nhé các bác. Bằng nhựa. Tất cả hoạt động bình thường này các bác. Hoạt động bình thường. Các bác có thể mua về mình gắn vào các cái thiết bị dụng cụ lớn này, hoặc là
và làm một số các cái bánh xe như để mình di chuyển đó. Đẹp nha các bác nhé, không có tình trạng nó không có bị nứt hay vỡ gì các bác ạ, không có tình trạng nứt hay là vỡ. Mã E5 là 600k nha các bác, E5 600k. Một bộ là gồm 4 bánh xe như này nha các bác nhé. Đây ạ. Đấy, một bộ là gồm 4 bánh xe như này. Dạ, tiếp theo là mã E6 á. E6 thì em lên một cái cây gậy bóng chày, cây gậy đánh bóng chày nha các bác nhé. Đây, cây này thì của hãng đây. Đây tên hãng đây. Tiếng Anh thì em không đọc được cho nên là đây, hình thức nó như thế này. MC700 này. Cây này thì chất liệu là bằng nhôm như các bác nhé. Ở đầu thì có bọc nhựa như này, ở đầu có một cái nhựa bọc như thế này. Nhôm khá là dày nha các bác, khá là dày. Cây này các bác mua về các bác bỏ trên xe hơi này đó, hoặc là bỏ trong nhà phòng thân tự vệ chính đáng các bác nhé. À, phần tay cầm thì được có một, họ quấn một cái lớp dây kiểu như là không phải cao su mà dạng một cái sợi dây da ấy các bác, một sợi dây da ấy. Đấy, cái cây này thì họ thiết kế là liền nguyên là bằng nhôm từ trên xuống dưới hết nhé các bác nhé, từ trên xuống dưới khá là dài, khá là ok này, khá đẹp nha các bác nhé. Cây này thì em đo là cái đường kính thì được khoảng độ là 6,5 cm nhé các bác, 6,5 cm. Tổng chiều dài của cái cây gậy này em đo được là 82,5 cm, 82,5 cm. Đây tem mác này, tem mác này, sản phẩm này. Đây có tem mác này, chữ nhật đây các bác nhé, chữ nhật. Cây này trên eBay bán giá khá cao này các bác, giá khá cao nhé. Hàng còn mới còn đẹp ạ. Mã E6 là 450k nha các bác. Một cây gậy đánh móng chày. Dạ, tiếp theo là mã E7 ạ. E7 em lên một cái mũi đục bê tông nha các bác nhé. Mũi đục bê tông. Cái mũi này thì em cân là, cái mũi này em cân là khoảng 2,5 kg này các bác này. Nó khoảng 2,5 kg. Để ở kho bãi lâu ấy thì nó cũng chỉ bị là nó bị ám, cái bị ám vào thôi, ám vào trong chất thép thôi, còn cái phần thép đây rất là bóng, rất là sáng nha các bác nhé, phần thép rất bóng, rất sáng luôn, không có bị rỉ sét hay là dăm nứt mẻ gì các bác nhé, chất thép còn sáng bóng còn đẹp này. Cây này thì các bác mua về các bác có thể thêm một cái đoạn tiếp. Đoạn tiếp thì tùy theo các bác là muốn nó dài bao nhiêu thì các bác ra cái tiệm cơ khí ấy, bảo các anh ấy là cắt rồi đút vào đây để mình hàn thành một cái cây xẻ beng nhé các bác nhé. Hàn thành một cây xẻ beng. Có thể phù hợp cho các bác là mình đào đất cứng này. Đấy, hoặc là bơm chặt rễ cây này. Cái dòng mũi đục bê tông này thì nó xài rất là ok bởi vì các bác có thể bơm vào đất cứng này, sỏi đá hay gì cũng không lo nó bị dăm mẻ nha các bác nhé, không lo bị dăm mẻ. Lưỡi rất là đẹp luôn. Bản rộng của lưỡi sử dụng ấy thì em đo được là 7,5 cm. Và giờ tổng chiều dài là được 44,5 cm nha các bác nhé. Hàng đẹp ok các bác nhé. Dạ, mã E7 là 280k ạ. Đó, tiếp theo mã E8 ạ. E8 em lên một cái cây như là cây chép nha các bác nhé. Cây này các bác mua về các bác có thể là mình hàn một cái đoạn tiếp vào đây thì các bác dùng để chặt rễ cây này. Đấy, chặt rễ cây, đào đất. Thì tùy theo một cái nhu cầu sử dụng của các bác thì các bác mua về các bác xài. Cái này thì các bác thợ mộc ấy, thì cũng có thể mua về để mình làm thành một cái đục bạt nha các bác nhé. Đó. Các bác có thể mua về các bác làm đục bạt. Cái cây này thì đặc biệt là họ rèn thủ công nha các bác nhé. Đây này, họ có những cái vết rèn thủ công này, những vết đập đây các bác nhé. Đấy. Mà thép rèn thủ công thì các bác biết nó rất là tốt và rất là sắc bén.
Bản rộng của lưỡi sử dụng thì em đo được là khoảng 9,5 cm này. Chiều dài của lưỡi sử dụng thì em đo được khoảng 7,5 này. Tổng chiều dài cây này thì em đo được là 29,5 cm các bác nhé. Ở phần trên này thì họ rèn thủ công, phần trên này khá là dày đây này, rồi nó mỏng dần xuống dưới lưỡi này. Nếu các bác mua về có thể là dùng chặt giữa cây, hoặc là các bác thợ mộc mua về mình làm cái đục bạt, vì cái bản nó lớn, bản nó rất lớn, mà thép nó thép rèn nhé các bác nhé. Đây nó có những cái đường đập đây này, nó thép rèn này. Lớp xi mạ đang còn đây các bác nhé. Cái này em mua lấy về thì em cũng chỉ đánh rỉ sạch sẽ đi và mài sơ cái phần đầu lưỡi này thôi. Đấy. Cái thép này thì làm các bác làm rất là sắc bén các bác nhé. Mã E8 là 220k. Tiếp theo là mã E9. E9 thì em lên một cái cây rìu chữ L nhé các bác nhé. Đấy, cây rìu chữ L. Dòng này dòng 3 tia này các bác này. Ở trên đây có khắc 3 tia ở đây. Đây bên này là 4 tia này. Cây này thì họ cũng không có đóng chữ hay gì hết các bác. Cây này các bác mua về có thể dùng để bổ củi này, chặt xương hoặc là gì đó. Cái cây này thì cái cán của nó không có, cho nên là em mua về là cái cán này là em làm cái chất liệu cán thì là bằng gỗ cây dầu các bác nhé, gỗ của cây dầu á. Cán của em nêm thì nó cũng chắc chắn hết rồi, các bác mua về chỉ việc xài thôi. Cái cây rìu này thì em cân là được cả lưỡi và cán thì nặng khoảng độ là 1,8 kg nhé các bác. Lưỡi với cán là 1,8 kg. Chờ bản rộng của lưỡi sử dụng em đo được là 14,5 và cao là được khoảng hơn 14 cm và đầu búa dày khoảng hơn 3 cm nhé các bác nhé. Đầu búa dày khoảng hơn 3 cm. Tổng chiều dài của cán thì em đo được là 71,5 cm nhé các bác. 71,5 cm. Đẹp nhé các bác nhé. Mã E9 là 350k. Dạ, tiếp theo là mã E10. E10 em lên một cái cây búa bổ củi các bác. Đây hình thức nó đây. Cái bề mặt nó còn láng mịn này. Đấy, chất thép thì còn sáng bóng đẹp nhé các bác nhé. Cây này là dòng búa bổ nhé các bác. Bổ phá, phá những cái đường kính lớn này. Ở trên búa là cũng bề mặt búa là có chữ khắc một chữ ở đây nhá các bác nhé. Đấy, họ có khắc một chữ như này. Cây cái đầu búa này cũng không có cán. Cán này thì cán bằng cây muồng đen, là em chêm cái cán cây muồng đen vào các bác nhé. Muồng đen Đắk Lắk ấy. Cây này thì hôm qua vội quá em chưa có vệ sinh cái cán. Đấy, em mới chêm nêm vào thôi. Còn bác nào mua về, các bác nào mà mua thì em sẽ tút lại cái cán. Tút lại cái cán cho nó sáng, nó đẹp các bác nhé. Nó sẽ sáng, nó đẹp hơn. Đấy. Cái búa này thì em cân thì nó nặng là 2 kg nhé các bác. Búa này em cân nặng 2 kg. Bản rộng của lưỡi sử dụng thì nó khoảng 6 cm ạ. Nó cao là được 19,5 cm nhé các bác. Đầu búa thì khá là dày. Đầu búa dày tới 3,6, 3,7 cm đấy các bác. 3,6, 3,7. Dạ, mã E10. E10 là 280k nha các bác. Tiếp theo là E11. E11 thì em lên một cái lưỡi dòng búa chặt nha các bác nhé. Đây, ở trên này có số là 330 này. Bên này có 800 này. 800. Ở cái bề mặt bên đây ấy thì đây ở đây có khác kiểu như một cái dấu triện ấy, nhưng mà nó hơi bị mờ một chút. Nó hơi mờ một chút. Cái dòng này dòng búa chặt nha các bác nhé. Dòng này dòng búa chặt. Cây này thì này, hiện tại là không có cán này các bác này. À đây trên này cũng có một cái dấu triện này. Đấy. Đây các bác này, có một dấu triện trên này. Bản rộng của lưỡi sử dụng thì em đo được là 6,5 cm nha các bác. Lưỡi này thì cao là 20 cm ạ. Và đầu búa thì dày khoảng 3,5. 3,5.
Đây, cái dòng búa chặt là cái lưỡi bè, lưỡi nó sẽ hơi mỏng như này các bác nhé, nó sẽ hơi mỏng như này một chút này. Đấy, hàng còn đẹp nhé các bác nhé, da rẻ láng mịn này, không có bị răm rỗ gì các bác nhé. Các bác mua về các bác tra cán là các bác xài thôi. Cái lưỡi này thì em cân thì nó nặng khoảng 1 kg nhé các bác nhé. Lưỡi này em cân nặng 1 kg. E11 là 250k nhé các bác. Tiếp theo E12. E12 thì em lên một cái cây dìu chữ L. Đây, cây dìu chữ L. Cây này là hàng rèn thủ công này các bác này. Đây, cây này hàng rèn thủ công này các bác. Hàng rèn thủ công. Tất cả các cái dòng dìu của Nhật thì họ đều là dòng 3 lớp hết nhé. Đây, có nhiều cây họ ghép, cái lớp thép ghép của họ mình nhìn nó không ra, nhưng mà tất cả dòng dìu của Nhật thì họ đều có lớp thép ghép bên trong hết. Hàng còn đẹp. Cái dìu này thì nó, đây các bác nhìn, lớp thép của nó rất là sáng, sáng bóng cực kỳ luôn. Cái phần cán gỗ cũng là cán này, cán zin của nó nhá, cán zin theo của cây dìu này luôn đấy. Cây này thì em có nêm sơ vào đây rồi, em có nêm rồi. Các bác mua về các bác cũng chỉ việc xài thôi. Cây này các bác mua về các bác có thể là chặt cây, chặt xương heo, xương bò này, ok các bác nhé. Đấy, hoặc các bác mua về chơi cũng được luôn. Bản rộng của lưỡi sử dụng là em đo được là 10 cm ạ. Cao là được 11 cm nha các bác. Đầu búa thì dày 2,5. Tổng chiều dài thân cán thì em đo được là 50,5 cm nha các bác, 50,5 cm. Cái cây này thì em cân được khoảng độ, nó khoảng độ là hơn 700 g nha các bác nhé. Hơn 700 g. Một cái lưỡi dìu chữ L hàng rèn thủ công nha các bác. Đấy, cái chất thép này cực kỳ sáng bóng luôn các bác, cực kỳ sáng luôn. E12 là 250k nha các bác. E12 250k. Tiếp theo là E13. E13 này em lên một cái cây búa. Cây này thì cây này là cán, cán đi theo búa nhá. Nói chung cầm thì hơi ngắn. Cây này mà các bác có thể đi chơi này, đi câu này, đi chơi, đi câu, đi phượt. Bỏ trong ba lô rất là tiện. Đây đây có họ đóng chữ đây này các bác này, họ có đóng chữ ở đây. Cái chữ này là chữ họ khắc lên nha các bác nhé, chữ người ta khắc lên này. Đấy. Cây này cũng là hàng rèn thủ công này các bác. Đây có những vết đập đây. Đấy. Những cái cây rèn thủ công ấy là lúc nào nó cũng lồi lõm như thế này. Cái phần khâu nó này là hơi nhỏ một chút. Cây này các bác mua về các bác chặt cây cũng được, các bác bổ củi cũng được luôn. Và có một đầu đóng đây này các bác này, họ thiết kế cái đầu rất là cao, thì cái đầu này các bác dùng để đóng gõ này. Bản rộng của lưỡi sử dụng em đo được là 8,5 cm nha các bác nhé, và cao khoảng 10, gần 13 cm. Đầu búa thì dày 2,5, đầu búa dày 2,5. Thân cán thì dài 23,5 nha các bác nhé. Cây này các bác mua về các bác thay lại cái cán thì các bác xài sẽ là ok hơn nhé. Ở nhà em thì hôm nay hết cán này, cho nên là em vẫn để nguyên cái cán cũ của người ta xài đỡ. Còn cây này thì các bác mua về các bác tra lại cái cán thì xài rất là ok. Cái dòng thép rèn này rất là sắc bén này các bác, rất là sáng luôn. Mã E13 là 230k. Cây này thì em cân thì nó nặng khoảng độ là hơn 600 nha các bác nhé, hơn 600 g. Tiếp theo là E14. E14 em lên một cái cây dìu của hãng Asaki. Asaki đây, khâu này kia họ làm và đổ keo rất là chắc chắn rồi các bác nhé. Cái phần tay cầm thì họ thiết kế là bằng nhựa, bên trong là có kim loại các bác, bên trong có kim loại. Đây tay cầm, ở phần tay cầm nắm thì bằng cao su. Cái phần cao su này là có chống chống trơn chống trượt nha các bác nhé. Độ ma sát, độ bám rất là cao. Đây, độ bám rất là cao. Cái cây dìu này em cân thì khoảng độ gần 900 gram nha các bác, khoảng gần 900 gram. Đấy, lớp lớp sơn si còn này, Asaki này, Drop Forget này.
Bản rộng của lưỡi sử dụng em đo được là 10,5 cm nha các bác. Cao là 15 cm và dày là 2 cm nha các bác nhé, đầu búa dày 2 cm. Cái lỗ cán thì là tra hình là lỗ oval này các bác này, lỗ oval. Cái dòng drop forget này là dòng thép rèn luôn nhé các bác nhé, dòng thép rèn. Hình thức là hàng còn đẹp nhé các bác nhé, hàng còn mới còn đẹp. Mã E14 là 350k nha các bác. Các bác mua về các bác có thể là cây này phù hợp cho các bác là đi chơi này, đi câu, đi phượt, đi dã ngoại. Đấy, bỏ trong ba lô cũng rất là tiện. Nếu bỏ trong ba lô các bác cuốn sơ một miếng vải vào thôi, các bác có thể đút vào trong ba lô, rất là tiện luôn. Tổng chiều dài thân cán thì em đo được là 38 cm này các bác, 38 cm. Mã E14 là 350k. Dạ, tiếp theo là mã E15 nha các bác. E15 thì em lên một cái cây cây búa này, nhìn nhìn nó hơi là lạ. Nó có hai cái đầu như này, cây này thì cũng dòng thép rèn luôn các bác nhé. Cây này cũng dòng thép rèn này. Đấy, hàng rèn thủ công nha các bác. Hàng này hàng rèn thủ công. Đúng. Có một cái đầu để các bác có thể chặt như thế này và một đầu chặt ngang như thế này, một đầu là chặt ngang và một đầu là chặt dọc như thế này. Nó khá là hay. Cây này các bác mua về có thể một đầu này mình chặt rễ cây này, các bác mà làm bonsai thì mình có thể chặt rễ cây. Đấy, cầm này, chặt rễ cây này. Và đầu này cũng có thể tùy theo cái thế các bác có thể dùng mình cuốc đất này, có thể là cuốc đất, bổ đất các thứ. Rất cứng hoặc gì đó. Khá là ok nha các bác. Bản rộng của lưỡi sử dụng em đo được cái cây này, này khoảng hơn 4 cm này các bác. Hơn 4 cm. Cao thì sẽ là 12,5 nha các bác nhé. Cao 12,5. Chiều dài thì thân cán là 30 cm ạ. Cái này thì ở đầu này đây này các bác này. Ở phần đầu này thì có bị mẻ một chút đến ở đây. Đó, có bị mẻ một chút ở đây. Chất thép thì cực kỳ sáng bóng rồi. Thép rèn thủ công nha các bác, hàng rèn thủ công. Mã E15 là 160k. Cây này thì em cân thì nó khoảng độ là 300 gram nha các bác nhé. Khá là nhẹ. Cán là cán zin luôn nha các bác nhé. E15 là 160k nha các bác. Dạ, tiếp theo là mã E16. E16 thì em lên một cái cây búa của hãng Dokyu ạ. Đây. Ở trên thân cán, phần cán này thì có một cái chữ khắc chữ triện như thế này. Đấy, hàng thẳng đẹp nha các bác nhé. Thẳng đẹp này. Cán mới đẹp, không có tình trạng là không có bị dăm nứt vỡ gì các bác nhé. Gỗ cán thì còn rất là tốt đây, có hãng Dokyo này, có tên chữ này. Cái đầu chữ V này còn đẹp này các bác này. Đầu chữ V. Các cái búa của hãng Dokyo các bác xài các bác biết rồi. Hàng rất là tốt và xài rất là ngon. Có vẫn còn đầu chống trượt này, cây này thì người ta có xài rồi. Người ta có xài tương đối là nhiều rồi các bác nhé. Nhưng những cái đầu chống trượt này còn vẫn còn đẹp này các bác này, vẫn còn đẹp, búa còn đẹp nhé. Không có bị nứt bể bất cứ điểm nào các bác nhé. Đây. Cây này người họ xài rồi. Đường kính của đầu búa thì em đo được 3 cm nha các bác. Và cao thì được 14,5. Tổng chiều dài thân cán thì em đo được là khoảng độ 38,5 cm nha các bác, 38,5 cm. Một cây búa của hãng Dokyo này. Hình thức còn đẹp nha các bác. Mã E16 là 180k. Cái cây này thì em cân thì nặng khoảng nửa ký này các bác này, tức là 500 gram á. Cây này em cân là nặng 500 gram. E16 là 180k nha các bác. Tiếp theo là E17. E17 em lên một cây búa của hãng Dokyu. Đây. Một cây búa của hãng Dokyu này. Hàng còn đẹp nha các bác nhé. Cây này thì tình trạng họ cũng hàng xài rồi đây này. Hàng này hàng xài rồi. Đầu chữ V còn đẹp nha các bác nhé. Đầu chữ V còn đẹp. Cán gỗ này các bác này. Đó, cán cũng ok, các bác mua về chỉ việc xài thôi. Cây này thì em cân nó nặng 400 gram nha các bác nhé. Cây này em cân là nặng 400.
Cái đường kính của đầu búa cũng là được 3 cm này các bác này. Và chiều cao thì là được hơn 14 cm đây các bác, hơn 14 cm. Đó, khoảng 14, gần 14,5 cm đấy. Tổng chiều dài thân cán thì em đo được khoảng 33,5 cm các bác nhé, 33,5 cm. Cán còn đẹp, còn chắc chắn nhé các bác, không có bị nứt vỡ gì hết. Đây có chữ lô Dog You ở trên cây búa này các bác nhé. Mã E17 là 170k. Và tiếp theo là E18. E18 em lên một cái cây búa cũng của hãng Dog You này các bác này. Đây, đó, có chữ Dog You trên này các bác nhé. Cây này thì, và đây trên phần cán này, tay cầm này, có chữ Dog You ở đây nhé. Cây này thì họ có xài rồi, cái thân cán thì họ làm bằng cái sợi thủy tinh. Cái dòng này xài rất là chắc chắn này các bác này, bền bỉ luôn. Đây, nhựa còn ok này. Cây này thì ở phần đầu này họ có một cái nam châm ở đây, có một nam châm ở đây, các bác có thể gắn đinh vào đây là các bác làm cốt pha, các bác có thể đóng thẳng trực tiếp xuống nha các bác nhé. Đó, là tránh bị vào tay hay gì đấy các bác. Đó, nhìn nó cũng khá là lạ. Cây này thì họ cũng xài rồi đây nha các bác, họ cũng xài rồi, nhưng cái đầu chống trượt thì vẫn còn ok này các bác này. Đó, cái đầu chống trượt đây của họ cũng rất là ok này, còn đẹp nha các bác nhé. Đấy, thân cán không có bị nứt hay bị vỡ gì này. Ở cái phần này thì những cái phần cao su này thì có nứt nhẹ này thôi, đang bị dăm nhẹ như thế này, nhưng mà về xài thì vẫn ok nha các bác nhé. Đây họ có chữ Dog You này. Đấy, có chữ Dog You Mô Moto Hamono. Cây này thì em cân được khoảng 400 gram nha các bác. 400 gram. Hình thức còn đẹp này, đầu chữ V còn ok nha các bác. Đó. Đường kính của cái cây búa này em đo được là đường kính của đầu búa là khoảng hơn 2,5 cm. Và cao thì em đo được là 12 cm. Tổng chiều dài thân cán thì em đo được là 38,5 cm nha các bác, 38,5 cm. Hàng còn đẹp nha các bác. E18. E18 là 200k nha các bác. Dạ, tiếp theo là mã E19. E19 thì em lên một cái cây búa. Đây, tên của hãng đây. Đây, thương hiệu. Ở trên này có tem nhưng họ mất tem rồi. Và ở đầu búa thì có một cái dấu như thế này, họ đóng dấu như thế này các bác này. Cây này thì cán thì bằng kim loại như các bác nhé, kim loại bọc ra đến đây. Phần tay cầm thì có ốp nhựa như thế này. Cây này thì đặc biệt hàng còn đẹp này, hàng này cũng là hàng xài lướt rồi đấy, nhưng mà đầu nó cái đầu chữ V, đầu rổ đinh này còn đẹp này các bác này. Đấy, những cái vân chống trượt này, đấy, có những cái đầu vân chống trượt đây này, còn rất là đẹp nha các bác nhé. Đấy, cũng không có bị nứt hay lỏng lẻo bất cứ điểm nào các bác nhé. Lớp sơn xi mạ này, lớp xi mạ đang còn sáng bóng còn đẹp đây. Đây nó cũng tình trạng là đây có bị một số các cái vết đấy như này thôi, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến việc mình sử dụng các bác nhé. Rồi, cái đường kính của đầu búa này thì em đo được là khoảng 2,8 cm này. Cao thì cao là được 13,5 cm nhé các bác, cao 13,5. Và tổng chiều dài thân cán thì em đo được là 36 cm, 36 cm. Cây này em cân thì nó nặng khoảng hơn 500 gram nhé các bác. Cây này em cân nặng hơn 500 gram. Mã E19 là 180k nha các bác. Tiếp theo là mã E20. E20 em lên một cái cây búa. Cây này thì dòng búa đây, có hai cái đầu, hai cái chữ dập sâu xuống như thế này. Đây, có chữ dập sâu xuống như thế này các bác này. Ở đây là cái chữ dập này là nhìn rõ chữ luôn các bác nhé. Đây, em nhìn rõ chữ luôn đấy. Cây này thì hàng cũng đã xài lướt qua rồi, nhưng cái đầu thì còn khá là đẹp này, không có bị dăm hay bị nứt gì các bác nhé. Các bác mua về mình có thể mua về chơi,
mua về làm hoặc mua về sưu tầm cũng đều ok nhé các bác. Hàng rất là đẹp, hàng rất đẹp này các bác này, cán là cán zin luôn, cán zin của cây búa này luôn. Đường kính của cây này thì em đo được là cái chiều rộng nhất thì là được 3,8 cm và bản bên đây là khoảng 3,3 cm. Đó, cao thì là được 10,5 cm nhé các bác. Cao là 10,5. Tổng chiều dài thân cán em đo được là 32,5. 32,5. Cây này thì em cân thì nặng khoảng 600 gram nhé các bác. Nặng khoảng 600 gram. Đó. E20 là 170k. Các bác mua về mình có thể đóng cọc này. Đó. Đóng cọc hoặc là các bác làm thợ rèn chẳng hạn thế. Mình có thể mình xài để dùng cho tùy theo cái công việc sử dụng của các bác nhé. Nó phù hợp. Cây này đóng đinh thì có thể là sẽ là không phù hợp. Nhưng mà các bác đóng cọc này, đóng cọc hoặc là mình làm rèn, mình gõ đập gõ nó khá là ok, rất là đẹp. E20 là 170k. Tiếp theo là mã E21. E21 thì em lên một cây búa bi của hãng OH này, búa bi của hãng OH. Đó. Đây ở trên này họ có chữ là 3 phần tư này, có chữ 3 phần tư, cán là cán zin đi theo búa luôn nha các bác nhé. Cán còn chắc chắn còn đẹp này, đầu đầu nêm này vẫn còn có đinh nêm chốt này. Đấy, cây này thì hàng cũng xài rồi, ở trên cái đầu búa, cái phần đầu đóng thì có những cái vết như thế này, có vết như thế này. Hàng thì về em đã vệ sinh sạch sẽ, các bác mua về các bác xài thôi. Cái đường kính của cái đầu búa thì em đo được khoảng 2,8 cm nha các bác. À, cao khoảng 9,5. Tổng chiều dài thân cán em đo được là 31,5 cm. 31,5 cm. E11 là 130k nha các bác. 130k. Cây này nó khá là nhẹ. Cây này thì nặng khoảng độ 300 gram này các bác này. Hơn 300 gram một chút. Là E11 à, E21 là 130k, em xin lỗi. Tiếp theo là E22. E22 thì em lên một cái cây búa của hãng OH. Mà ở trên này có ghi này, chữ brand gì đây này, có chữ da băng đây các bác nhé, có chữ da băng này. Bên này thì có cái mã ký hiệu là 450 gram này các bác này. Đó, gọi là cây này là 450 gram. Đúng rồi. Cây này nặng là 450 gram nha các bác nhé. Cán là cán zin. Cán zin theo búa luôn nha các bác nhé. Đây cái đầu nêm chốt này, đầu nêm chốt vẫn còn chốt đóng ở đây. Cây này thì họ cũng xài lướt rồi nhưng mà đầu búa còn đẹp nha các bác nhé, đầu búa còn đẹp này. Đấy, cái đầu bi trên này cũng vậy luôn đó, hàng còn đẹp nha các bác nhé. Cái đường kính của cây búa này thì em đo được là khoảng hơn 3 cm, cao là được 10 cm nha các bác. Tổng chiều dài em đo được là 33 cm. Mã E22 là 180k. Dạ, tiếp theo là mã E23. Đây. Mã E23, E23 thì em có lên một cái cây bào. Một cây bào, cây này là cái phần bào. Cái cây này thì họ làm bằng kim loại nha các bác nhé. Ở trên này là cái phần dán tem mác này nhưng cũng bị bong rồi. Bên trong này là rỗng các bác nhé. Đây, bào thì em chưa tháo, phần lưỡi đây có chữ như thế này các bác này. Đây, có chữ như thế này. Các bác, cái này các bác mua về xài thì các bác, tại vì cái dòng lưỡi bào thì em chỉ đánh bóng vệ sinh lên phần như này thôi. Đấy. Các bác mua về các bác tháo ra rồi các bác mài lại cái lưỡi thì nó sắc bén hơn các bác nhé. Đấy. Lưỡi là lưỡi còn đẹp, dòng này cũng dòng hai lớp thép này các bác này. Đấy. Lưỡi là lưỡi hai lớp thép nhé các bác. Bản rộng của cái cây này em đo được là 6 cm và dài là được 24 cm nha các bác nhé. Nó dày khoảng 2,5 cm, dày 2,5 cm. Bề mặt còn đẹp này, không có bị nứt hay bị gì các bác nhé. Không bị nứt hay bể gì hết á. Các cái con ốc con tán để mình siết này là vẫn còn nguyên zin của nó đây các bác nhé. Đấy, còn nguyên zin này. E23 là 140k. Rồi, tiếp theo là E24.
E24 em lên một cái cây bào gỗ. Đấy, cây bào gỗ, cây này chữ chữ ở lưỡi này. Có rất nhiều chữ ở lưỡi đây các bác nhé. Cái phần lưỡi này lưỡi hai lớp thép này các bác này. Đấy, dòng hai lớp thép đây các bác nhé. Hai lớp thép. Cây này thì bản bản rộng thì em đo được là hơn 7 cm nhé các bác. Hơn 7 cm. À, dài thì được 25,7 cm. Và cái độ dày là được hơn 3 cm này các bác này, dày hơn 3 cm. E24 là 160k. Dạ, tiếp theo là E25 ạ. Dạ, tiếp theo là E25. E25 em lên một cái cây này là bào rãnh nhé các bác nhé. Cây này là và dòng bào rãnh này. Có rất khá là nhiều lưỡi. Đây ở hai bên này. Cái cây này gọi cái xoay rãnh đấy các bác. Đấy, ở bên này có hai lưỡi. Hai lưỡi thì ăn như thế này, một lưỡi thì ăn sát sang bên này, một lưỡi thì ăn sang mép này, và ở giữa thì có một lưỡi sắc như thế này. Đấy, họ thiết kế này. Bên này có hai lưỡi đây, đóng hai lưỡi ở đây, và ở đây có một lưỡi như này. Khá là đặc biệt nha các bác. Cây này khá là đặc biệt. Đấy, các bác mua về mình có thể làm thủ công hay gì nó cũng rất là ok nha các bác nhé. À, cái phần này thì có thể tháo mở ra này các bác này. Phần này là có thể tháo mở ra dễ dàng nha các bác. Thì ở đây có ốc như thế này. Đấy, có ốc như thế này. Thì cây xoay rãnh này họ có thể mở ra như thế này là họ làm cữ. Tùy theo cái rãnh các bác muốn là mình xoay là dày mỏng á, thì mình điều chỉnh ở đây. Đấy, xoay rãnh dày mỏng thì điều chỉnh ở đây. Và cái đường rãnh này thì nó khoảng độ là đây cái lưỡi này. Lưỡi của đường rãnh này thì nó khoảng độ là hơn 3 ly chút các bác nhé. Khoảng 3 ly, 3 ly rưỡi đấy. Mã. À đây em xin lỗi em chưa đo. À, bản rộng của cái này thì em đo được là gần 6 cm này. Dài là được 18,5 các bác nhé. Dài 18,5. Còn cái chia độ dày của nó khi mà ốp vào như thế này thì sẽ là được 4 cm nhé các bác. 4 cm. Khá là lạ. E25 là 130k nha các bác. Dạ, tiếp theo là E26 ạ. E26 thì em lên một cái cây cữ. Đây, cây cữ các bác làm mộc thì các bác cũng biết được tác dụng của cái cây này. Thì họ có làm cữ như thế này. Đấy, có một cái đường cữ ở đây. Đấy, bên đây cũng vậy. Thì cái cữ này đây, ví dụ như là các bác muốn soi hay cái gì thì nó giống như nó dạng một cái lấy dấu thôi các bác. Đây, mình có thể đặt vào như này để mình kéo như này mình lấy cữ này. Đấy, kéo như này để lấy cữ này. Đây nó sẽ có đường thẳng như thế này. Đây có nêm chốt đầy đủ các bác nhé. Đây có nêm chốt đầy đủ này. Ví dụ các bác muốn là một phân cữ một phân thì nó sẽ chạy một đường một phân thẳng này. Còn nếu mà muốn hai phân thì tùy theo các bác có thể đóng ra như thế này. Đấy, khi mà được cái như ý rồi thì các bác đóng cái chốt này vào. Đấy, các bác đóng cái chốt này vào này. Đấy. Đó, thì sẽ ra được cái cữ như ý của các bác. Vì cái này ấy thì có hai bên. Ở trên thân thì có các chữ nhật như này các bác này. Họ có chữ nhật như thế này. Đó, người dùng trước là họ chắc họ tự khắc lên đấy. Không có bị bể hay bị nứt vỡ gì các bác nhé. Hàng còn đẹp này. Cây này thì em đo cái chiều dài của nó là dài được 17 cm các bác nhé. Rộng là được 5 cm. Và cái độ dày là được khoảng 1,7 nha các bác nhé. E26 là 120 ạ. Là tiếp theo là E27 nha các bác. E27 em lên một cây Eto. Đây cây Eto nhỏ. Cây này thì của hãng Lucky này các bác này. Cái lớp sơn xi mạ đang còn nhé. Đó. Cái cây này các bác có thể có một mặt kẹp như thế này. Và nó có một mặt đe để đập nhẹ như này nhé. Phù hợp cho các bác mua về mình chế cháo. Hoặc chế cháo, chế tác kim hoàn các thứ này. Cây tất cả thì hàng ấy em đã kiểm tra và test đầy đủ hết. Là hàng hoạt động bình thường ok các bác nhé. Này, nó mở ra kẹp được cũng khá là dày.
Đấy phần chốt trong đây này, còn chưa ra hết nhé các bác. Rồi ok. Cây này thì em đo cái bề lưỡi kẹp thì rộng, lưỡi kẹp là 5 cm này các bác này. Lưỡi kẹp rộng 5 cm. Đó. Và cái đường kính kẹp có thể lên tới 3 cm này. Và cái chiều dài kẹp vào mặt bàn thì sẽ là được 3 cm nhé các bác nhé. 3 cm. Đấy, cây này thì lớp sơn xi mạ này, cây này họ cũng xài rồi, để kho bãi thì họ bị bong, bị tróc nhẹ cái phần sơn như thế này, tróc nhẹ phần sơn như này thôi, nhưng hàng còn đẹp, còn ok, không có bị nứt vỡ bất cứ điểm nào các bác này. Đây, ngàm kẹp còn sáng còn đẹp này các bác. Đấy, ngàm kẹp còn sáng còn đẹp nhé. Cái tô nhỏ này thì em cân được là 600 gram nha các bác. Cây này em cân được 600 gram. Mã E27 là 250k. Phù hợp các bác mua về mình chế cháo này kia nhé các bác. Đây, ở trên này có số 5 đây này các bác này. Có mỗi số 5. Đấy, tem mà chữ Lucky này các bác này. Dòng này dòng sơn tĩnh điện các bác. Đấy, nhìn lớp sơn tĩnh điện. E27 là 250 ạ. Dạ, tiếp theo là E28. E28 em lên một cái cây Eto. Cái size này là size bao nhiêu? Size này như kiểu size 75. Size này như size 75 này các bác này. Đó. Hàng này thì tất cả em đã kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ, hoạt động trơn tru bình thường các bác nhé. Hoạt động trơn tru bình thường. Cây này lớp sơn cũng là dòng sơn, là sơn tĩnh điện này. Đấy. Ngàm kẹp cũng khá là lớn. Cây này các bác mua về mình chế cháo làm kim hoàn hoặc là chế cháo này kia thì cũng đều ok. Ở trên bề mặt cây này cũng có một cái mặt đe đây các bác nhé. Mình gõ những cái vật nhỏ này. Đó. Đây, lưỡi kẹp còn đẹp nha các bác nhé. Không có bị răm hay bị bể hay bị mẻ bất cứ điểm nào này. Không có bị răm hay bị bể mẻ bất cứ điểm nào luôn. Để kho bãi lâu ngày cho nên là nó cũng cái lớp sơn này, lớp sơn nó cũng bị nổi mụn nhẹ đây các bạn này. Đấy. Đây hình thức của nó đây. Chiều rộng của lưỡi kẹp thì em đo được là hơn 6 cm nha các bác, hơn 6 cm. Và bản kẹp cũng là được 3 cm này. Mà cái mặt kẹp bàn sẽ là được 3,5 cm nha các bác nhé. 3,5 cm. Cây này thì em cân là nó nặng khoảng 1 ký 3 nha các bác. Cây này nặng 1 ký 3. Mã E28 là 320 nha các bác. Tiếp theo mã E29. E29 em lên một cái cây Eto. Đây Eto, cây này thì dòng xoay 360 độ. Cây này thì cũng là hàng, đây lớp sơn xi mạ này, lớp sơn xi mạ. Cây này hàng còn mới nha các bác. Lớp sơn tĩnh điện của nó đây. Đấy, ngàm kẹp là còn đẹp này các bác này. Đấy, ngàm kẹp còn đẹp nhé. Cây này thì em đo cái ngàm kẹp nó khá là rộng. Đây. Cái cây này thì nó đặc biệt là khi mà các bác muốn kẹp ấy, thì nó sẽ là đẩy ngược ra đây nhé các bác. Đẩy ngược ra đây và mình kẹp vào phần trên đây. Đấy. Đấy, nó ra khá là rộng như các bác nhé. Kẹp rộng tối đa. Các bác mua về chế cháo các bác xài. Bản kẹp thì sẽ được 5 sen hoặc hơn 5 sen một chút các bác nhé. Nó vẫn có thể ra được đây này. Ngay cái phần chốt, ngay cái phần siết đây này. Nó vẫn còn thò rất nhiều. Trên bề mặt này thì có một cái mặt đe ở đây. Đây có một cái mặt đe. Cái này thì kẹp vào bàn khá là dày nha các bác nhé. Các bác có thể kẹp được là 4,5 sen này. Bề mặt bàn kẹp 4,5 sen. Bản rộng là 6 sen này các bác. Lưỡi kẹp là rộng 6 cm. Thì khi các bác mà kẹp ấy thì mình nhả ra, còn khi mà không kẹp ấy, muốn các bác muốn đập những cái vật nhỏ ấy, thì các bác vặn vào như thế này thì nó có một cái mặt đe ở trên này. Đó. Thiết kế liền lạc và chắc chắn nhé các bác nhé. Đó, hàng là hàng xoay 360 độ này. Đấy, 360 độ. Ok nhé các bác. Cái này thì em cân là 1 ký rưỡi nhé các bác. 1 ký rưỡi. E29 là 350k.
Tiếp theo là E30 ạ. E30 thì em lên một cái cây súng sơn nha các bác nhé. Cây súng sơn, cây này thì của hãng Osaka này. Osaka. Đấy. Có chữ da băng dập nổi ở đây các bác nhé. Đấy, Osaka này. Cây này thì hàng còn mới còn đẹp nha các bác. Tất cả hoạt động bình thường nhé. Đấy, lớp sơn xi mạ bên ngoài này. Hàng hình thức còn đẹp này, đi theo vẫn còn nguyên đấy đây. Hàng này hàng chưa xài nha các bác nhé. Hàng chưa xài luôn. Hơi cứng. Khá cứng. Rồi. Đây, hàng chưa xài nha các bác nhé. Đó, hàng chưa xài. Còn đẹp nha các bác. Đó, hàng còn đẹp này các bác này. Cái đầu vít tu lê này còn ngon nha các bác. Đó, vặn hoạt động bình thường này các bác. Tất cả các con ốc còn hoạt động bình thường này. Cây này các bác thì mua về các bác sơn xịt là BU đồ này kia cũng rất ok luôn nha các bác nhé. Cái dung tích của cái bình này thì nó chẳng được khoảng độ 300 đấy các bác. 300, hơn 300. E30 là 350k nha các bác. Dạ, tiếp theo là mã E31. E31 thì em lên một cái bộ lục giác màu. Bộ lục giác này là bộ lục giác bông nha các bác nhé. Bộ lục giác bông, lục giác màu ấy. Cây này thì ở trên cây này, cái bộ này thì bộ này là gồm 9 cây và có các thông số ở đây. Nó từ là 1 ly, 1,5 ly, 2 ly và 2,5 ly các bác nhé. Đến 2,7 ly này và cây 3 ly. 3 ly cho tới 4 ly, 4,5 ly và cây 5 ly này các bác nhé. Đó. Thì ở trên mỗi đầu của mỗi cái đầu lục giác sẽ có một cái lỗ như thế này. Cây nào cũng vậy luôn, từ cây lớn đến cây bé. Chất liệu của cây này là chất liệu CRV nha các bác nhé. CRV là chrome vanadium đấy các bác. Chất liệu là thép chrome vanadium. E31 là 170k nha các bác. Dạ, tiếp theo là E32. E32 em lên một cái bộ lục giác. Bộ lục giác này bộ lục giác đầu vuông và ở dưới này là có một đầu hình trái bí nha các bác nhé. Đấy, đầu hình trái bí này. Đây có chữ dập chìm là CRV này. Đó, CRV là chất liệu cũng là chrome vanadium luôn. Cây này, bộ này thì cũng gồm 9 cây, nó có là 1,5 ly này. 2 ly này, 2,5 ly và 3 ly này, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly và 10 ly nha các bác nhé. Đấy, bộ này cũng gồm 9 cây. E32 là 160k nha các bác. Tiếp theo là E33, em lên một cái cây tô vít đóng nha các bác nhé. Đây. Cây tô vít này thì của hãng Kabushi này các bác này. Của Kabushi này. Đấy, có chữ K đây và nó dập chìm ở đây. Đấy. Bên này cũng có luôn. Nhưng bên này là chữ in nổi và bên này là có chữ Kabushi dập chìm đây này. Nó hàng này hàng tô vít đóng nha các bác nhé. Chất liệu cũng là chrome vanadium này. Đấy, chrome vanadium. Cái cây tô vít này thì em đo được là cái lưỡi thì nó khoảng 6 ly các bác nhé. Đó, cái đầu vít thì nó rộng khoảng 6 ly. Dài thì đây, cái chiều dài thì sẽ được là 25 cm nha các bác. 25 cm. E30 là 40k nha các bác. E30 là 40k. Dạ, tiếp theo là E33 là 40k. Tiếp theo là mã E34 em lên một cái cây kìm của hãng Victory này. Victory có dấu zip nội địa ở đây nhé các bác nhé. Hàng này hàng của nội địa, hàng nội địa của Nhật này. Đấy. Đây cái phần đây, cái phần lưỡi kẹp này. Còn đẹp nhé, không có bị dăm hay gì nhé. Ở phần đầu này thì có bị sứt nhẹ một chút như thế này thôi, nhưng nó không khi bác mong mua và các bác xài nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái phần lưỡi kẹp hay gì các bác nhé. Đây. Nhìn nó cũng bình thường chứ nó cũng không đến nỗi xấu lắm đâu. Ở trên đầu này nó bị đây, nó bị một vết như này và một vết như này. Cái dòng này dòng thép đen nha các bác nhé. Dòng thép đen. Thép nguội, em xin lỗi, dòng thép nguội ấy.
Đây, cái lưỡi kẹp đây. Tương đối khít nha các bác. Đấy, hàng tương đối khít nha các bác nhé. Các bác mua về mình có thể sử dụng trong gia đình này, đó, sửa chữa các cái tiệm sửa chữa Honda xe máy hoặc là mua về xài trong gia đình cắt dây điện đồ đều ok. Cây này thì em đo được là cái chiều dài nó được 21 cm nha các bác, chiều dài được 21 cm. E34 là 150k nha các bác. Tiếp theo là E35 ạ. E35 thì em lên một cái cây kìm tự động nha các bác nhé, kìm tự động. Đây. Ở đây có các chữ như này đây các bạn này. Đây có chữ như thế này. Bên đây cũng vậy nữa. Cây này thì họ thiết kế những cái đường vân ở đây để các bác cầm, các bác làm cái tay dính dầu mỡ hay này kia để chống trơn nha các bác nhé, chống trơn chống trượt. Đấy. Cây này thì điều chỉnh tùy theo là nặng nhẹ là ở đây nha các bác nhé. Các bác khi mà càng vặn xuống như thế này, các bác vặn xuống như thế này thì cái lực kẹp nó lại càng lớn như các bác. Đấy, lực kẹp nó lại càng lớn. Và khi vặn lên như thế này nó sẽ nhẹ dần đi tùy theo là các bác kẹp các cái vật nhỏ, vật lớn nhé. Đấy. Rồi, hàng còn đẹp nhé các bác. Đấy, lớp sơn xi mạ còn đẹp này. Lò xo ốc chốt đầy đủ hết các bác nhé. Răng lợi là còn ok này các bác này. Đấy, răng lợi ok, không có bị dăm hay sứt mẻ gì hết luôn. Chiều dài của cái cây kìm tự động này, kìm bấm tự động này em đo là được 23,5 cm nha các bác, 23,5 cm. Cái đầu lưỡi kẹp cũng khá là dày. Đây, đầu lưỡi kẹp thì sẽ là được 1,2 cm nha các bác. 1,2 cm. 1 phần 2 ấy. Rồi, mã E35 là 330k nha các bác. Tiếp theo là E36. E36 thì em lên một cái cây kìm. Cây này của hãng Varis này, của Varis này. Đó, Varis ở trên này cũng có chữ in dập chìm ở trên này các bác nhé. In dập chìm này. Cây này thì có hai chế độ bấm nha các bác. Hai chế độ bấm. Rồi. Hoạt động bình thường các bác nhé. Lò xo ốc chốt đầy đủ này. Cây này thì em đo được cái chiều dài của nó là được 22,5 cm nha các bác. 22,5 cm. Lưỡi kẹp thì em đo được là một gọi là được 11,5 ly nha các bác nhé. 11,5 ly. E36 là 400k nha các bác. E36 là 400k. Đã, tiếp theo là E37. E37 em lên một cái cây cần tự động đầu 1 phần 2 nha các bác nhé. Cây này thì của hãng Tun này, da băng có dấu zip nội địa ở đây này các bác nhé. Tun da băng dấu zip nội địa. Ở cái phần đầu lắc này của nó, cái cây này thì có thể lắc 360 độ này. Đấy. Lắc bên nọ bên kia được luôn. Đây phần tay cầm có những cái đường vân như thế này các bác này. Có đường vân như thế này. Hàng khá là ok, khá là đẹp nha các bác. Đây. Đây cái đầu. Đây. Đi theo cây này thì có một cái đầu 18 như thế này, đầu 18. Đây đầu 1 phần 2 đầu thông dụng đây các bác nhé. Đầu 1 phần 2 đầu thông dụng, lớp sơn xi mạ còn mới còn đẹp này. Những cái cây cần này các bác xài thì các bác biết rồi, nó cực kỳ bền nhé. Nó rất là bền. Tổng chiều dài của cái cây này thì em đo được là 30 cm nha các bác. Tổng chiều dài là 30 cm. Đấy, cây đầu 1 phần 2 đi đi kèm theo là có một cái đầu 18 như thế này. Đấy, đợt, đi kèm theo sẵn có được một đầu 18 như này. E37 là 250k nha các bác. 37 là 250. Một cái cây cần của hãng Tun này, Tun 211 này, dấu zip nội địa 5009 này, da băng 1x. Dạ, tiếp theo là mẹ E38. E38 thì em lên một cái cây cần tự động. Cây này thì nó đây của hãng đây. Đấy, tên hãng trên này các bác nhé. Chất liệu là CRV này, chất liệu CRV chrome vanadium. Phần tay cầm thì sẽ được bọc nhựa như thế này. Cái nhựa này nhựa chống trơn các bác nhé. Độ bám dính rất là cao, độ bám dính rất cao.
Cái này hoạt động có khá là bình ok này. Tất cả hàng em test hết rồi. Đấy. Hàng còn mới còn đẹp này các bác. Cây này thì có thể rút ra rút vào, nó có nhiều cái chế độ. Ở trên cây này thì ở đây nó sẽ có những cái lỗ như thế này. Thì tùy theo các bác muốn nó dài đến đâu thì các bác để tới đó. Đó. Nó có nhiều nấc để cho các bác là tùy theo cái lực siết của ốc ấy, lực siết của ốc các bác muốn siết cứng siết ấy thì thường tay kéo càng dài thì cái lực siết nó càng lớn các bác nhé. Đấy. Không thì để ngắn như này hoặc là kéo dài ra như này, tùy theo mức độ các bác sử dụng. Đó. Tổng chiều dài của cái cây này thì em đo được là 44 cm nha các bác. Đây, cây cần tự động đầu 1 phần 2 nha các bác nhé. Đấy, vặn trái phải này kia, tất cả em đều đã test ok hết rồi. Hàng đến nơi các bác test thoải mái các bác nhé. Cây này thì các bác mà xài ấy thì ví dụ mình muốn đút một cái đầu vào ấy, thì các bác có cái nút chốt ở đây. Đấy. Các bác ấn xuống thì cái viên bi nó sẽ thụt vào. Khi nhả ra viên bi nó sẽ tự nảy ra tùy theo là để nó giữ cái đầu vặn của mình nhé các bác nhé. E38 là 320k nha các bác. E38 là 320. Tiếp theo là mã E39. E39 thì em lên một cái bộ tô vít, một cái bộ tô vít. Bộ này thì của hãng Kabushi đây này các bác này, bộ của hãng Kabushi. Đấy. Bộ này thì nó gồm có là 31 sản phẩm này. 31 sản phẩm, nó gồm có một cái cây tô vít nhỏ như này. Cây này các bác mua về các bác có thể dùng mình chế cháo và sử dụng cho sửa chữa điện thoại điện tử các bác nhé, điện thoại điện tử. Đấy, đi theo thì có một cái tay như thế này và để mình vặn các cái đầu ở đây. Thì mà tất cả nó gồm có 31 sản phẩm này, 31 sản phẩm gồm một cây này và 30 cái đầu như này. 30 cái đầu nó có rất là nhiều đầu nha các bác nhé. Nó đầu bông, đầu dẹp rồi thì các cái con ốc trên thị trường tất cả đều có ở đây này các bác này. Kể cả có những cái cây như này. Tất cả đều có luôn. Đó. Mã E39. Đây, có nắp nổ, xài xong là có nắp. Tất cả đấy, có nắp nổ như thế này. E39 là 120k nha các bác. E39 là 120. Tiếp theo là E40. E40 thì em lên một cái hộp sửa chữa điện thoại nha các bác nhé, sửa chữa điện thoại điện tử. Đấy. Đây để em khui cho các bác coi luôn. Đây. Bộ này thì của hãng Tun này các bác này. Bộ này thì nó gồm là 32 sản phẩm, 32 sản phẩm. Đây. Bộ này thì nó có một cây cây như này và một cây nối dài như thế này các bác nhé. Một cây nối dài như này. Cái cây nối dài này thì tùy theo là các bác có thể là mình xài muốn nó dài tới đâu, tùy theo mức độ của các bác sử dụng. Đấy, có thể dài ra như này, nó có 3 nấc các bác nhé. Đây một nấc này. Đây một nấc này. Và đây đó, đây nấc và đây một nấc nữa. Đấy, có 3 nấc như vậy. Và đi kèm theo thì nó có gồm 30 cái đầu như này, 2 4 6 8 10 đúng rồi, có 30 cái đầu như thế này các bác nhé. Có 30 cái đầu vít như thế này. Đấy, tất cả đều đầy đủ cái đầu vít. Các bác mua về là sửa điện tử và sửa điện thoại đều ok các bác nhé. Mã E40 là 170k nha các bác. Tiếp theo là mã E41. E41 thì em lên một cái cây rũa. Cây rũa này đây của hãng Handiwork này. Hàng còn tương đối đẹp nha các bác nhé. Để kho bãi lâu ngày thì nó cũng bị ám vào thôi, nhưng mà cái này em có đánh rỉ đi rồi. Ê, sờ nó khá là giáp. Cây này các bác mua về các bác mài liếc cái bề mặt, ví dụ dao này, cuốc này, xẻng này, thuổng này, các thứ này, tất cả đều ok các bác nhé. Cây này thì cái cây liếc này cây rũa này thì nó có hai mặt bằng như thế này các bác này. Cây này thì em đo được, cây này thì phần tay cầm được thiết kế bằng nhựa như này các bác nhé. Tổng chiều dài cây này thì em đo được là 25. Bản rộng thì sẽ là được 1,5 cm này, 1,5 cm. Cây này thì nó dày khoảng 4 ly nha các bác nhé. Dày 4 ly. E41 là 120k. Tiếp theo là E42. E42 thì em lên một cái cây xe beng rổ đinh nha các bác nhé. Đây, made in Gia Bằng này.
Trên cây này thì vẫn còn tem mác ở đây. Đó, tem mác đang còn đây này các bác này. Tem mác đang còn. Và tên hãng đây này, Bakuma nha các bác nhé. Của hãng Bakuma. Đó, Bakuma. Tem mác dán đây. Đấy có hình con gấu ở đây này các bác này. Đấy có hình con gấu ở đây. Cái đầu chữ V còn đẹp nha các bác. Đầu chữ V còn đẹp. Ở đây có một cái đầu các bác có thể gõ, có thể đóng này. Đấy. Cái đầu này cũng vậy luôn, chữ V còn đẹp. Hàng này hàng chưa xài nhé, hàng mới luôn nha các bác nhé. Có điều để ở kho bãi ấy, thì cũng bị vật nọ vật kia nó đè lên thì nó bị tróc sơn. Đấy. Còn hàng thì đây, tem mác đầy đủ này các bác nhé. Cây này thì em đo cái tổng chiều dài của cây cây này là được 30 cm này, 30 cm. E42 là 150k nha các bác. Đấy. Các bác có thể mình làm cốt pha hoặc là mua về các bác chế cháo sử dụng trong gia đình cũng đều ok các bác nhé. Made in Japan này. E42 là 150k. Tiếp theo là E43. E43 thì em cũng lên một cái cây rổ đinh nữa. Đây, cây này thì bên trên có chữ nhật như thế này các bác nhé. Có chữ nhật này, cây này thì họ có xài lướt rồi. Cái đầu V nhưng mà đầu V còn đẹp này, đầu V còn đẹp. Đó, đây cũng có một đầu gõ. Ở đây họ cũng có xài này, này. Cái này thì em chưa có mài, em vẫn để nguyên như vậy luôn, để nguyên zin như vậy luôn. Đây đầu này cũng đầu V còn đẹp nhé các bác nhé. Đấy, hàng còn ok. E43 là 100k nha các bác. Cây này thì em đo cái chiều dài của nó này. Đây cây này thì được khoảng 20 gần đây 24 cm nha các bác. 24 cm. E43 là 100k. Tiếp theo là E44. E44 em lên hai cái cây cái này gọi là cây có quay kẽm ấy các bác. Đây, các bác làm trong xây dựng thì các bác nhìn các bác sẽ biết là đây hai cây quay kẽm, hàng còn mới còn đẹp này. Lớp sơn xi mạ còn mới như các bác nhé. Đấy, có chữ đây này các bác này. Ở đây có chữ đây các bác nhé. Đấy. Bên cây này cũng vậy luôn. Đấy. Thì bộ này gồm hai cây. Bộ gồm hai cây như thế này. Thì một cây em đo được là cái chiều dài, có một cây là cái chiều dài là được 27 cm các bác nhé. Một cây là 27 cm và một cây sẽ là được 21,5 cm. E44 là 180 nha các bác. E44 là 180. Tiếp theo là E45. E45 thì em lên hai cái cây cần 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 siết tự động như các bác nhé. Đây. Hai cây thì em xem hai cây này thì cỡ nó gần tương đối như nhau như các bác nhé, gần tương đối như nhau thì nó là có thể là từ một cây là từ 9 cho tới 14 này, một cây là 15 cho tới 22 nha các bác nhé. À, một đầu 9 14, một đầu là 15 đến 22. Đấy, tùy theo các cái con ốc phù hợp các bác siết cây này gọi là siết đa năng hay gì đây. Đấy còn tên hãng thì đây này các bác nhé, Havi này. Đó. Master. Đấy một bộ gồm hai cây như thế này. E45 là 200k nha các bác. Rồi tiếp theo là E46. E46 thì em lên một cái cây kéo cắt cành nha các bác nhé, cây kéo cắt cành. Đây tên hãng đây này các bác này, tên hãng này. Đấy, ở bên này có chữ Made in Japan này. Đấy. Cây này là họ khắc laser nha các bác nhé, khắc laser. Tay cầm thì chất liệu thì là bằng chất liệu là thép không gỉ các bác nhé. Hai bên là được ốp gỗ như thế này. Đấy, hai bên có ốp gỗ như thế này. Đấy, lò xo khơ chốt đầy đủ này, lò xo khóa chốt đầy đủ này các bác này. Hàng còn đẹp nha các bác nhé. Tổng chiều dài của cái cây kéo cắt cành này thì em đo được là tổng chiều dài cây này thì em đo được là 21 cm nha các bác, 21 cm. Lưỡi sử dụng em đo được là 6 cm này. Đấy, tổng chiều dài là 21 này. Lưỡi sử dụng là 6 cm. Hàng đẹp nha các bác nhé. Đấy. Mã E46 là 290k nha các bác. Tiếp theo là mã E47. E47 em lên một cái cây kìm của cây này thì đây tên hãng đây. Tên hãng có hình con cá này các bác này. Airbag này, tên tiếng Anh em không đọc được. Đấy. Các bác biết thì các bác
mua về các bác xài. Cây này của hãng Sweden này, của cây này của Sweden này, AB Baco này. Cái cây này thì cái chốt này của nó thì vẫn còn, nhưng cái phần nhựa ở đây này nó cũng bị vỡ rồi các bác, bị vỡ rồi. Đấy. Thì cây này cái mục đích sử dụng dùng cắt cái gì thì em cũng không biết, thì các bác biết dùng để cắt hay xài cái gì thì các bác mua về các bác xài các bác nhé. Đấy. Cái dòng này đây là chất liệu thép không gỉ này, cái phần lưỡi thì còn sáng đẹp đây các bác nhé. Lưỡi em không có mài, cũng chưa can thiệp gì hết ấy. Lưỡi không bị răm hay sứt mẻ gì hết, vẫn còn nguyên zin nguyên bản luôn. Đây các bác này. Đấy, lưỡi nguyên zin nguyên bản luôn nhé các bác nhé. Cây này thì có sáu Sweden này, Thụy Điển các bác nhé. E74 là 180k. Cây này thì em đo được cái tổng chiều dài của nó là khoảng 20, hơn 20 cm các bác nhé. 20 cm nhé các bác, khoảng 20 cm. E47 là 180. Một cây kéo của hãng của Sweden này. Tiếp theo là E48. E48 em lên một cái cây cưa cắt cành. Cây này thì hàng còn đẹp này. Lưỡi thì có chữ nhật ở đây các bác, lưỡi có dập chữ nhật ở đây. Đấy, tay cầm thì bằng gỗ. Đấy, có chốt này. Đấy, chốt khóa đầy đủ này. Lưỡi còn đẹp nha các bác nhé. Đây lưỡi cưa còn đẹp. Răng là cũng dạng dòng răng dày nha các bác nhé. Cho nên các bác là răng cũng không phải là thưa quá, thì các bác mua về các bác xài là cắt cành này, chủ yếu bonsai, bon sủng hoặc là đấy, cắt cành cà phê, cành cây đồ này kia. Hàng ok nha các bác. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng thì em đo được là 20, nó khoảng 19,5 cm này. Nhưng mà chiều dài của lưỡi thì khá là dài, nó dài tới 23 cơ. Tổng chiều dài thân cán cả lưỡi thì là sẽ là được 49 cm nha các bác, 49. Đó. Gấp khi không sử dụng. Nguyên zin nguyên bản nó nha các bác nhé. Hàng nguyên zin nguyên bản. E48 là 150k. Một cây cưa cắt cành. Tiếp theo là E49. E49 thì em lên một cái cây cưa của hãng Saboten. Đây. Cây cưa này của hãng Saboten này. Đây. Lưỡi cưa là họ làm là ba kiểu 3D nha các bác nhé, cắt kiểu 3D. Chiều dài của lưỡi sử dụng em đo được là đây, chiều dài lưỡi sử dụng là được 34 này các bác, 34. Bản rộng sẽ là 4 cm, bản rộng là 4 cm. Tay cầm thì thiết kế bằng nhựa. Đấy, có logo ở đây các bác này, có logo ở đây. Đấy, có theo đi kẹp theo bộ vỏ bao như thế này. Cây này thì hàng còn mới, tem mác đầy đủ này các bác này, tem mác đầy đủ size 350 này. Đấy. Ở trên này thì có chữ của hãng Saboten này, có hình cây logo, hình cây xương rồng này các bác. Đấy, made in Gia Băng nhé các bác nhé. Hàng còn đẹp. E49 là 250k nha các bác, một cây cưa cắt cành. Đấy. Tiếp theo là mã E50. E50 thì em lên một cái cây liềm như này, cây này hàng rèn thủ công nha các bác. Đó, cây này hàng rèn thủ công này. Đấy, nó ánh cái vết đập thủ công đấy các bác nhé. Nhìn nó, cây liềm này thì nhìn nó khá là độc, kiểu nó cong cong vòng vòng như thế này. Đó, nó cong cong vòng vòng như thế này các bác nhé. Cây này cũng là, cây này là mài hai mặt nhé các bác nhé. Cây này dòng mài hai mặt. Tổng chiều dài của cây này là em đo được là 45,5 cm nhé các bác, 45,5 cm. Bản dày của, bản rộng của lưỡi sẽ là được 3 cm này. Và phần này sẽ nhỏ hơn, nó khoảng độ hơn 2 cm, 2,3 cm. Ra tới phần này thì sẽ là 3,5 cm. Cây này cũng tương đối dày, nó khoảng 3, gần 3 ly nha các bác nhé. Gần 3 ly, đến 3 ly. Dạ, E50 là 180k nha các bác. Tiếp theo là E51. E51 em lên một cái cây liềm, cây liềm dạng lưỡi câu liêm này. Cây này hàng rèn thủ công đây các bác này. Ở đây có chữ đầy đủ đây các bác nhé. Đây có chữ này, có chữ đây. Chiều dài lưỡi sử dụng em đo được là 15,5 cm nha các bác. Và thân cán thì em đo được là 35, khoảng 36 cm. Nó khá là dày này các bác này, nó khá là dày. E
51 là 130k. Cái này thì rất là dày luôn các bác. Cái này các bác mua về các bác xài giật khoạc thoải mái luôn, không sợ bị hỏng lưỡi đâu. Lưỡi hàng rèn thủ công này, mài hai mặt các bác nhé. Dòng này dòng 3 lớp luôn. E51 là 130. Tiếp theo E52. E52 em lên một cái cây liềm như thế này. Đấy, một cây liềm như thế này. Đấy, tem mác đầy đủ, hàng chưa sử dụng các bác nhé. Lưỡi lủng này, hàng còn ok này các bác. Đấy, lớp lớp RAM này, lớp RAM, lớp sơn xi mạ là còn nguyên này. Đó. Chiều dài của cái lưỡi liềm này thì em đo được là 15. Và tổng chiều dài thì em đo được là 35. 35. E52 là 100k nha các bác. Tiếp theo là mã E53. E53 thì em lên một cái lưỡi câu liềm như này. Đấy, một cái lưỡi liềm câu liềm như này. Các bác mua về các bác khuộc dây khoạc cây đều ok các bác nhé. Đó. Cái lưỡi này thì cái bản lưỡi sử dụng thì giá được là 21 cent, 21 cent nha các bác. Cây này thì nó không có cán, các bác mua về thì các bác làm cán các bác xài nhé các bác. Cây này thì không có cán, hàng này hàng rèn thủ công luôn. E53 là 170k nha các bác. E53 170k. Tiếp theo là mã E54. E54. Dạ, tiếp theo là E54 nha các bác. E54 thì em lên một cái bộ đục như thế này. E54 thì em lên bộ đục như này. Bộ này thì gồm hai cây đục. Đây. Chữ này các bác này, có chữ đây nhé. Cán củng khâu rất đầy đủ các bác. Đây. Cái bộ đục này là hai cây nha các bác. Bản rộng của lưỡi sử dụng sẽ là bản rộng của lưỡi sử dụng là 4,7 này các bác này, khoảng 4,7. 4,8 nha các bác, khoảng 4,8. Dài là được 22 22,5 nha các bác. Và một cây thì một cây là bản rộng khoảng đây ạ. Một cây bản rộng là 3,6 cm nha các bác nhé. 3,6 cm. Và dài là 22,2 cm nha các bác. 22,2. Bộ này gồm hai cây. E54 là 180k nha các bác. Hai cây đục đục bạt. E54 180k. Thân cán này kia là còn mới còn đẹp nha các bác nhé. Không có bị răm hay vỡ gì. Hàng hàng còn tốt các bác nhé. Đây ở trên này vẫn còn dấu một chuyện như này. Đây ở đây cũng có chữ luôn. Cây này cũng có chữ luôn này các bác này. Đấy. Lưỡi lủng ok này các bác. Dòng hai lớp thép nha các bác. Dạ, tiếp theo là mã E55. E55 em lên một bộ gồm 4 cây đục như thế này các bác này. Một bộ gồm 4 cây đục như thế này. Rồi cây đầu em sẽ đo từng cây một. Dạ, cái cây đầu tiên thì cái là được 9 ly nha các bác nhé. Một cây là 9 ly này. Còn một cây là được khoảng 8 ly. Một cây 8 ly. Và cái cây này cái lưỡi sẽ là 4,3 ly, tức là 4/3, 4/3, 4/4. Và cây này thì nó nhỏ hơn. Đó. Cây này thì em đo được là 2/2 nha các bác nhé. 2/2, một cây đục 2/2. Đó, một bộ gồm 4 cây như thế này. Một bộ gồm 4 cây đục như thế này. Tất cả chữ nghĩa đầy đủ nha các bác. Đó. Hàng chữ nghĩa đầy đủ này. Có hai cây này là không có, em không thấy chữ. Còn có hai cây chữ. E55 là 200k nha các bác, một bộ gồm 4 cây đục như này. Tiếp theo là mã E56. E56 thì em lên một bộ gồm 3 cây như thế này. Chữ nghĩa đầy đủ nha các bác nhé. Lưỡi lủng còn đẹp này. Cây này cũng vậy luôn. Đấy. Chữ này. Và đây, lưỡi còn đẹp này, không có bị nứt mẻ gì các bác nhé. Cây này thì ở trên này có khắc chữ ở trên này nha các bác nhé. Tất cả cán củng là còn đẹp, còn ngon, ok này. Khâu chốt đầy đủ các bác nhé. Khâu củng đầy đủ. E50 à, bộ này em chưa đo, em xin lỗi này. Đây, bộ này thì cây này thì là sẽ được là 2,4 ly nha các bác nhé. Tức là 2/4, một cây đục 2/4 này. Và một cây là
được 1 phần 2 nha các bác. Một cây là 1 phần 2. Và một cây thì chắc cây này thì sẽ là được 1 phần 7. Khoảng 1 phần 7 các bác nhé. 1 phần 7. E56 là 180k. Tiếp theo là mã E57. E57 em lên một cái bộ đục. Bộ này thì gồm 4 cây. Một bộ này gồm 4 cây. Đây, 4 cây như thế này. Có cái tất cả khâu chốt là ok, nhưng duy nhất có một cây này thì nó bị nứt ở đây nhé các bác. Đây, cây này bị nứt ở đây. Đấy. Cây này thì lại lưỡi là lưỡi cong như thế này các bác này, lưỡi cong như thế này. Thì cái em đo từng cây. Cây này thì em đo được là bản rộng của lưỡi sẽ là được 2 phân, khoảng 2 phân 3 này. Dạ, nó khoảng 2 phân 3 này. Và một cây là lưỡi sẽ được là 2 phân 8. Và một cây là lưỡi khoảng độ là 6 ly nhé các bác nhé, 6 ly. Đó, và một cây đục tròn như này nữa. Cây đục tròn này thì đường kính là sẽ là được 1 phân 8 như các bác nhé, 1 phân 8. Đó, bộ gồm 4 cây như thế này, khâu chốt đầy đủ. E57 là 200k nha các bác. Tiếp theo mã E58. E58 em lên một cái cây đục dài như này. Đây chữ này các bác này, chữ lưỡi lủng còn đẹp còn ok này, hai lớp thép nha các bác nhé. Đó, dòng hai lớp thép này, cán cổ còn chắc chắn, còn zin nguyên zin nhé, hàng còn đẹp này các bác, thẳng thớm không có cong vênh gì hết. Cây này thì em đo cái phần lưỡi thì lưỡi này là được 3 phân rưỡi nhé các bác nhé, lưỡi 3 phân rưỡi. Tổng chiều dài thì đây ạ, cây này nó dài là 46 cm nha các bác, dài 46. E58 là 150k nha các bác. Tiếp theo E59. E59 thì em lên một cái cây đục như này nữa. Đây, chữ nghĩa đầy đủ này các bác nhé. Cái cây này thì cái phần cán của nó thì cũng không được đẹp cho lắm. Đây, nó bị nứt nhẹ ở đây này các bác này, nứt nhẹ ở đây. Lưỡi cũng dòng hai lớp thép nhé các bác, hai lớp thép. Tổng chiều dài của cái cây này thì em đo được là 30,5 cm nhé các bác, 30,5 cm. Bản lưỡi thì sẽ là cây này là hai dòng hai 2 phần 3 như các bác nhé, 2 phần 3. E59 là 100k nhé các bác. Tiếp theo là E60. E60 em lên một cái cây dao tan tô. Đây, em lên một cây dao tan tô. Cây này thì chất liệu là thép D2 này, thép D2. Hàng còn đẹp nhé các bác nhé, hàng đẹp. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng đây các bác. Chiều dài của lưỡi sử dụng là được 14,5 cm này. Tổng chiều dài cán lưỡi và tay cầm sẽ là 26. 26. Đi theo có bao vỏ hộp đầy đủ như này các bác nhé. Đó, các bác mua về mình đi chơi, đi câu, đi phượt, đi rừng và có thể dùng cắt dây câu, gọt trái cây này hoặc phòng thân tự vệ các bác nhé. Đấy. Chủ yếu mua về các bác trang trí, đi chơi, đi câu, đi phượt, đi rừng và gọt trái cây này kia ok các bác nhé. Đấy, hàng đẹp này. Tổng chiều dài của cái cây này thì em đo được là 27,5. Bản rộng của hộp thì sẽ là 3 cm này. Nó dày khoảng 1,5 cm các bác nhé. Dày 1,5 cm. Hàng còn đẹp nhé các bác. Hàng đẹp. Rất là sắc luôn. E60 là 450k nhé các bác. Tiếp theo là E61. E61 em lên một cái cây sashimi. Cây này thì của hãng Takazuki này, Made in Japan này các bác nhé. Đó. Hàng còn đẹp nhé các bác, cực kỳ bén luôn, lưỡi rất là dài. Cây này thì cái phần từ phần lưỡi đến phần khâu chốt này kia tất cả là dòng thép không gỉ các bác nhé, thép không gỉ. Tay cầm thì độ làm bằng gỗ như thế này, nó vân rất là đẹp này các bác. Đấy. Cây cực kỳ đẹp luôn. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng thì em đo được là 27 cm nhé các bác nhé, lưỡi dài 27. Tổng chiều dài thân cán em đo được là 42,5 cm. Bản rộng phần tay cầm thì sẽ là 3,3 cm nha các bác, 3,3 cm. Sống dao thì cây này dày khoảng 3 ly này, hơn 3 ly nhé, 3,5 ly nha các bác. E61 là 450k. Một cây sashimi của hãng Takazuki này. Tiếp theo là E62. E62 em lên một cái cây sashimi nữa. Em lên một cây sashimi. Cây này thì hàng đã qua sử dụng này.
Đấy, hàng qua sử dụng nhưng chất liệu thép thì còn ok. Dòng này dòng hai lớp thép đây các bác nhé, đường vân thép ghép đây. Đấy. Tay cầm thì bằng gỗ, khâu thì bằng nhựa này. Chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 20,5 cm, bản rộng phần tay cầm sẽ là 3 cm. Tổng chiều dài thân cán em đo được là 30 gần 35 cm đấy các bác, gần 35 cm. Dạ, sống dao thì được là 2,5 ly nhé các bác. E62 là 150k. Dạ, tiếp theo là E63. E63 thì em lên một cái sashimi. Đây. Dòng này cũng là dòng hai lớp thép đây các bác nhé. Chữ nghĩa đầy đủ này các bác này, chữ nghĩa đầy đủ, hàng còn đẹp nhé các bác. Ừ. Hàng còn đẹp luôn. Cây này các bác mua về các bác lóc rồi lạng phi lê nhé các bác nhé. Lạng phi lê rất ok, hoặc là thái sashimi. Chiều dài lưỡi sử dụng là được 20 cm. Và tổng chiều dài thân cán thì em đo được là 33,6 cm nha các bác nhé. Bản rộng phần tay cầm thì sẽ là 2,5. 2,5. Cũng khá là dày, cây này dày khoảng gần 3 ly này, gần 3 ly. E36. E36 là 180k nha các bác. E36 180k. Tiếp theo, à em xin lỗi, E63. E63 là 180k. Anh nhầm chưa? Em xin lỗi. Mã này là E63 nha các bác nhé. Dạ, tiếp theo là mã E64. E64 em lên một cái cây sashimi nữa. Đây ạ, cây này có khắc ba chữ ở đây các bác nhé. Tay cầm thì bằng gỗ này, khâu bằng nhựa này, tất cả còn ok nhé các bác. Cây, những cái cây này mua về cũng chỉ việc xài thôi, không có phải là sửa chữa gì hay như nào các bác nhé. Đấy, hàng còn tem mác này, hàng vẫn còn tem mác ở đây. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng cây này thì em đo được là 19,6,6 cm các bác nhé. Tổng chiều dài thân cán thì em đo được là 33,5. Bản rộng phần tay cầm thì sẽ là được 2,7 cm. Sống dao thì dày là được 2,5 ly nhé các bác nhé. Sống dao dày 2,5 ly. E64 là 170k, 170k một cây sashimi. Đây, chất liệu thép này, hàng còn rất là đẹp nha các bác nhé. Bề mặt thép còn rất là sáng, rất là mịn luôn. Cực kỳ sáng, cực kỳ mịn luôn. Đấy, không có bị rỗ gì hay gì hết đấy. Hàng còn đẹp các bác nhé. E64 là 170k. Tiếp theo là E65. E65 thì em lên một cái cây đề ba của hãng Takazuki này. Đây các bác này. Đấy, một cây đề ba của hãng Takazuki. Cây này các bác mua về các bác xài cũng rất ok này, có thể lạng này, thái lạng sashimi các thứ này, với chặt gà cũng ok nhé các bác nhé. Chiều dài của lưỡi sử dụng cây này em đo được là 21 cm, bản rộng phần tay cầm sẽ là 6 cm. Tổng chiều dài thân cán thì em đo được là 35,5. Đó, tay cầm thì bằng gỗ nha các bác nhé. Tay cầm bằng gỗ, lưỡi và khâu là thiết kế liền lạc luôn này các bạn này. Lưỡi và khâu thiết kế liền lạc đấy, phần đuôi chuôi thì có ốp gỗ thép không gỉ như thế này. Sống dao thì dày 5 ly nha các bác nhé, dao dày 5 ly. E65 là 450k nha các bác. Đó, một cây đề ba. Cây này mua về thái lóc này, thái này với phi lê cực kỳ ok các bác nhé. Hàng sắc bén này. E65 là 450. Tiếp theo E66 á, E66 thì em lên một cái cây đề ba, cây này thì đây. Đề ba dòng mài một mặt này các bác này. Cây này thì họ thiết kế liền lạc từ phần lưỡi cho đến phần cán, tất cả hoàn toàn bằng kim loại nhé các bác nhé. Đây, cây này cũng có chữ nhưng em đánh nỉ nó mờ mất rồi. Cây này lưỡi sử dụng là dài được 16,5 cm nha các bác. Bản rộng phần tay cầm là 5 cm. Và tổng chiều dài thân cán em đo được là hơn 30 cm. Đây ạ. Cây này cũng có chữ nhưng mà nó đánh nỉ thì nó mờ rồi nha các bác. Đó, đây này các bác này. Cái độ dày của lưỡi thì em đo được là 3 ly nha các bác nhé. Lưỡi dày 3 ly. E66 là 170k. Tiếp theo là E67. E67 em lên một cái cây dao chặt của hãng Seki này các bác này, của Seki. Đó, của Seki này, có dập chìm ở trên lưỡi như này các bác nhé, có dập chìm ở đây. Made in Japan này các bác này, Seki.
Cây này thì họ thiết kế cái phần lưỡi này, từ cái phần lưỡi thiết kế cả đến phần khâu chốt này, liên lạc hết nguyên khối luôn. Hai bên tay cầm thì có ốp gỗ như thế này và có ba chốt nha các bác nhé, hàng ba chốt. Chiều dài của lưỡi sử dụng em đo được là 20 cm, bản rộng phần tay cầm là 9,5 và ra đầu ngoài này sẽ là gần 10 cm. Tổng chiều dài thân cán là được 30,5 cm các bác nhé. Cây này thì em cân thì nó nặng khoảng 700 g nha các bác nhé. Các bác mua về là chặt chân giò heo hoặc chặt gà đều ok này các bác này. Sống dao thì khá là dày, sống dao thì phải 5 ly rồi, sống dao dày 5 ly nha các bác nhé. Sống dao dày 5 ly. E67 là 330 nha các bác. E67 330k, một cây Seki gì? Một cây dao chặt của hãng Seki này. Seki. Tiếp theo là E68. E68 thì em lên một cái cây dao đi rừng. Cây này thì chất liệu là làm bằng thép giấy xanh nha các bác nhé. Đây ạ, chữ đây. Cây này là bằng thép giấy xanh nha các bác nhé. Thép giấy xanh là thép mà không tạp chất đấy. Dòng thép xịn xịn nhất đấy các bác. Chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 14 ạ. Và tổng chiều dài thân cán thì em đo được là 56 cm. Bản rộng ở phần đầu thì sẽ là đây, bản rộng phần đầu sẽ là 4,5 nha các bác nhé, hơn 4,5, đi ra ngoài này thì sẽ là 5,4 này. Đó, đây tổng chiều dài thân cán đây này các bác này. Đó, 56 này. Một cây dao rừng nha các bác nhé. Hàng hàng rèn thủ công. Thép giấy xanh nha các bác, hàng thép giấy xanh. E68 là 600k nha các bác. Tiếp theo E69 ạ. E69 em lên một cái cây dao rừng dòng thép giấy xanh nữa. Đấy, thép giấy xanh. Cây này thì hình thức cái đường kính như cái kia. Chiều dài lưỡi sử dụng em đo được là 13,5. Đấy. Tổng chiều dài thân cán thì em đo được là 55 cm nha các bác, 55 cm. Bản rộng phần tay cầm thì em đo được là 4,5 ạ. Ra đầu ngoài này thì sẽ là được 5,3. Sống dao thì khá là dày, hàng rèn thủ công này, sống dao cũng 5 ly, ở đầu ngoài này thì sẽ dày hơn, ngoài này sẽ rất là dày. Đấy, ở phần đầu này thì khoảng 5 ly. Cán cũng còn đẹp nhé, cán cái hàng còn đẹp này, nguyên đi nguyên zin của cây này luôn các bác nhé. E69 là 550k. Tiếp theo là E70. E70 thì em lên cái cây dao chặt mài một mặt nhé các bác nhé, dao chặt mài một mặt. Đấy, lớp bề mặt của nó đây, da rẻ láng mịn này các bác này, da rẻ láng mịn, lớp thép còn sáng còn đẹp đấy các bác nhé. Đấy, tay cầm chắc chắn, khâu chốt đầy đủ này. Tổng chiều dài lưỡi sử dụng của cái cây này thì em đo được là 15,5 cm, bản rộng phần tay cầm thì sẽ là 3,5, đi ra đầu ngoài này là được 4 cm này các bác này. Tổng chiều dài thân cán là được 30,5 đây các bác nhé, 30,5. Sống dao thì khoảng 5 ly nhé các bác, sống dao khoảng 5 ly. E70. E70 là 180k. Tiếp theo E71. E71 thì em lên một cái cây dao chặt. Cây này dòng hai lớp thép nha các bác nhé, dòng mài một mặt luôn. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng cây này thì em đo được là khoảng 17 cm. Bản rộng phần tay cầm thì sẽ được 3,8, đi ra đầu ngoài này khoảng độ 4,7 nha các bác nhé. Tổng chiều dài của thân cán thì em đo được 34,5. 34,5. Sống dao thì 6 ly. Vâng, khoảng 6,5 ly đấy, gần 7 ly cơ các bác. Cây này phù hợp các bác mua về chặt cây, chặt dừa đều ok các bác nhé. Đấy, tay cầm khâu chốt đầy đủ này, hàng còn đẹp còn ok nha các bác nhé. Đấy. E71 là 250k. Tiếp theo là E72. E72 thì em lên một cái cây dao chặt. Đây, cây dao chặt mài một mặt, hàng này dòng cán thẳng này các bác này. Đấy, hàng này hàng dòng cán thẳng. Đây hình thức là đây này. Thép này là thép dòng thép đen nha các bác nhé, thép đen, thép không gỉ các bác. Thép này thép dòng thép không gỉ này. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là 18,5, bản rộng phần tay cầm thì sẽ là 4,7, đi ra đầu ngoài này sẽ là 5,8. Tổng chiều dài thân cán thì em đo được là 42,5 cm các bác nhé. Đó, sống dao thì 6 ly nhé các bác, sống dao dày 6 ly. Cây này các bác mua về chặt cây chặt dừa đều ok này các bác này. E72 là 260k. Đây hình thức nó đây. Hàng chắc chắn đẹp nha các bác nhé, mua về chỉ việc xài thôi.
Tiếp theo E73, E73 em lên một cây dao chặt của Đức này các bác này. Đấy, em lên một cây dao chặt hàng của Đức nha các bác nhé. Hàng của Đức, hàng hai hình người này. Đấy, Gunmani này, Gunmani. Cây này thì từ phần lưỡi cho đến phần khâu đó, họ thiết kế là liền lạc nguyên khối cho tới phần chuôi này luôn. Ở tay cầm thì được có ốp gỗ ốp nhựa hai bên như thế này, nhựa chống trơn đấy các bạn, nhựa chống trơn. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được là khoảng 18,5, bản rộng phần tay cầm sẽ là 9 cm, đi ra đầu ngoài này 9,5. Tổng chiều dài thân cán em đo được là 31 cm các bác nhé, 31 cm. Sống dao thì dày khoảng 5 ly này, sống dao này. Dạ, sống dao khoảng 5 ly. E73 là 380k nha các bác. E73 là 380. Tiếp theo E74 thì em lên một cái cây cây dao, cây này thì khá đặc biệt, cây này dòng vân này, vân Damascus nha các bác nhé. Đó, vân Damascus này. Đấy. Đây các bác nhé. Cây này là dòng hàng hiếm, hàng xịn này các bác này. Đó. Có điều nó dơ về em đánh nỉ đi, nhìn nó không, đây có thể nó không rõ, nhưng những cái đường vân đama vân thép và đama cớt đây các bác nhé. Đây những cái đường vân ở đây này các bác này, hàng đẹp nhé các bác nhé. Chiều dài của lưỡi sử dụng em đo được là 16,5, bản rộng phần tay cầm thì sẽ là 4,8, dao thì dày khoảng độ 1,5 ly các bác nhé, gần 2 ly này, dao dày gần 2 ly. Đây, cây này thì họ thiết kế từ cái phần ở đầu lưỡi này thì tương đối là mỏng, nhưng thiết kế khi đi vào tay cầm lên này, cái phần chuôi rất là dày các bác nhé. Đó, hai bên là được ốp gỗ như thế này và có ba chốt như thế này. Hàng bao đẹp các bác nhé. E74 là 600k, những cái dòng vân Damascus thì các bác biết rồi, nó là hàng cao cấp. Một cây vân Damascus mà mua ở trên eBay thì cái giá nó tới mấy triệu. Dạ, tiếp theo là E75 ạ. E75 thì em lên một cái cây dao Đức nha các bác nhé. Đây, dao Đức, cây này thì em đánh nỉ nó cũng bị bay này, nhưng mà nhìn đây vẫn thấy hình này các bác này. Bình thường như mắt thường em nhìn vẫn thấy hình đây các bác nhé. Đấy. Bản rộng của lưỡi sử dụng em đo được là 17,5 cm nha các bác nhé. Bản rộng phần tay cầm thì sẽ là 4,4 cm. Tổng chiều dài thân cán thì em đo được là 30. Sống dao dày khoảng gần 2 ly này các bác này, gần 2 ly. E75 là 170k. Tiếp theo là E76. E76 thì em lên một cái cây dao bếp, dao thái như thế này. Cây này thì thiết kế nguyên khối liền lạc từ phần lưỡi cho đến phần tay cầm này. Hàng khá là đẹp, khá là sắc. Cây này rất là sắc luôn nhé các bác, cực kỳ sắc bén luôn. Đó. Họ có những cái đường rãnh như thế này là khi mình thái lát này kia để chống bám dính và thái lát nó dễ dàng hơn nhé các bác nhé. Chiều dài của lưỡi sử dụng cây này thì em đo được là 18 cm, bản rộng phần tay cầm là 4,3 cm. Đó. Tổng chiều dài thân cán em đo được là 31,5, 31,5. Sống dao thì dày 2 ly nhé các bác nhé. Dao dày 2 ly. Rất là đẹp luôn nha các bác, cực kỳ đẹp luôn. E76 là 170k nha các bác. Tiếp theo là E77. E77 thì em lên một cái cây dao Đức như thế này. Đấy, dao Đức hai hình người các bác nhé. Một cây dao Đức hai hình người. Hàng đẹp nha các bác. Chiều dài của lưỡi sử dụng em đo được là 20,8 cm nha các bác nhé, gần 21. Bản rộng phần tay cầm là 4,5. Đó, tổng chiều dài thân cán thì em đo được là đây. Tổng chiều dài thân cán em đo được là 22,5, gần 23 cm này. Nó gần 23 cm này. Đó, từ phần lưỡi đến phần khâu, họ thiết kế cũng khá là đẹp đây. Lưỡi và khâu thiết kế liền lạc ra phần này luôn. Ở hai bên này có ốp nhựa như thế này. Một cây dao Đức nha các bác nhé. Dao Đức. E77 là 350k. Tiếp theo E78, E78 em lên một cây dao cai. Đó, cây dao cai. Cây này sản xuất là thép là VG Max này các bạn này. Thép VG Max. Đấy. Cai săn này.
Cây này thì họ thiết kế từ phần lưỡi đến phần khâu cũng như là liền lạc hết ra phần chuôi chuôi cán chuôi tay cầm như các bác nhé. Hai bên thì có ốp nhựa như thế này và dòng 3 chốt như các bác nhé, dòng 3 chốt. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng em đo được là 20,5, bản rộng phần tay cầm thì sẽ là được 4,3 cm, 4,3. Sống dao thì dày hơn 2 ly xíu các bác nhé, dày hơn 2 ly. Đây hình thức nó đây. Hàng đẹp nhé các bác. E78 là 300k nha các bác. E78 là 300k. Tiếp theo là E79 ạ. E79 thì em lên một cái cây dao nhìn nó hơi lạ lạ. Đây, cây này thì của ta Tabata này. Đấy. Đây ở trên này luôn. Có Starestel da băng này, có Starestel da băng trên này các bác nhé. Đấy, cây này thì họ sản xuất ra làm gì thì em không biết, nhưng mà đi bãi thì thấy nó hơi độc, hơi lạ. Nhìn cái dáng nó cũng khá là đẹp thì em mang về. Ở trên này thì họ thiết kế kiểu răng cưa như thế này. Đấy, và phần dưới lưỡi này cũng vậy, cũng có phần răng cưa như thế này. Đấy, cây này thì nó không còn vỏ nữa, nó chỉ như vậy thôi. Các bác có thể mua về chơi và sưu tầm này. Tay cầm thì được làm bằng nhựa nhé các bác nhé. Tay cầm làm bằng nhựa này. Cây này có bao thì chắc cũng khá là xịn sò. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng em đo được là 14 cm và tổng chiều dài thân cán em đo được là 26,5 cm. Bản rộng phần tay cầm sẽ là được 2,8 như các bác nhé. 2,8. Dòng cây này mài hai mặt nhé các bác nhé. Ở đời dưới này thì có những cái răng cưa như này. Đấy, chất liệu là thép không gỉ luôn. Sống dao thì dày khoảng độ 4 ly này các bác. E79 là 180k. Tiếp theo là E80. E80 thì em lên một cái cây dao chất liệu bằng thép titan nhé các bác nhé. Dao này chất liệu thép titan này. Đấy, siêu nhẹ luôn các bác. Cây này siêu nhẹ luôn. À, cây này là dòng carbon. Carbon hay titan thì quên đây. Tự nhiên quên. Nhưng mà nó nhẹ lắm các bác. Nó siêu nhẹ luôn ấy. Nó nhẹ giống như kiểu là nó nhẹ cực kỳ nhẹ luôn ấy. Cây này chắc cũng phải không biết bao nhiêu cây mới được làm. Đặt lên cân cảm giác không nhúc nhích. Chiều dài của lưỡi sử dụng là được 18 cm nha các bác. Và bản rộng phần tay cầm sẽ là gần 5 cm. Sống dao thì dày khoảng 1,5 ly. Cây này thì đây, họ làm liền lạc với phần tay cầm như thế này. Đây khâu có hàn như thế này các bạn này. Đấy, họ làm hàn khâu như thế này. Nó rất là nhẹ. Ở phần đầu này thì có những cái họ thiết kế răng cưa như thế này, kiểu như cắt thịt đông hay gì thì em không có rành nữa. Nhưng mà lưỡi rất là sắc, hàng rất là sắc bén luôn. Nó nhẹ lắm. E80 là 150k nha các bác. E80 150k, một cây dao bếp. Tiếp theo là E81 ạ. E81 thì em lên một cái cây dao cai nha các bác nhé. Một cây dao cai. Đây ạ. E81 em lên một cây dao của hãng cai này các bác này. Đấy. Cây này họ thiết kế từ cái phần lưỡi cho đến phần tay cầm hoàn toàn bằng kim loại này. Mà cái dáng nó hơi lạ một chút nha các bác nhé. Cái tay cầm thì sẽ hơi hướng là nó hơi bị cầm lên như thế này. Nhưng mà khi thái thì cảm giác nó rất là tiện nha các bác nhé. Rất là tiện và rất là phù hợp luôn. Không có bị dính thớt hay dính gì hết. Đấy. Thái rau thái thịt. Ok các bác. Chiều dài của lưỡi sử dụng em đo được là 16,7 cm nha các bác nhé. Bản rộng thì được là 4,5. Tổng chiều dài thân cán em đo được là 30,5 cm nha các bác. Lưỡi dao thì dày 1,5 ly. E81 là 180k nha các bác. Một cây dao của cai. Tiếp theo E82. E82 em lên một cái cây dao lóc này. Chữ nghĩa đầy đủ đây các bác nhé. Chữ nghĩa đầy đủ này. Đấy, nó hơi bị mờ chút do em đánh nỉ vệ sinh ấy. Cây này thì hai bên tay cầm thì được làm bằng gỗ. Ốp thì bằng đồng đây các bác này. Đấy. Ốp bằng đồng nhé các bác nhé. Chốt cũng bằng đồng luôn. Chốt đồng này. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng em đo được là 17. Bản rộng phần tay cầm thì sẽ là được 4,3 cm. Tổng chiều dài thân cán em đo được là 29,5 cm. Đấy.
Cây này các bác mua về các bác lóc này, thái thịt thái rau ok các bác nhé. E82 là 170k. Đó, một cây cây này em thích ở cái phần cán này. Cán gỗ khâu khâu đồng. Rất là đẹp luôn. Sống dao thì khoảng độ 1,5 ly. Vâng, sống dao là 1,5 ly. Tiếp theo E83. E83 em lên một cây Shikimazu này, Shikimazu của hãng Sky này các bác nhé. Dòng Santoku này. Đấy, Santoku. Cây này thì từ phần lưỡi này, tay cầm thì bằng nhựa và có ba chốt như này, có ba chốt như này. Tổng chiều dài của lưỡi sử dụng em đo được là 17, bán rộng phần tay cầm thì sẽ là 4,7 cm, 4,7 cm. Tổng chiều dài thân cán em đo được là khoảng gần 30 cm các bác nhé, gần 30 cm. Sống dao thì dày 1,5 ly. Đấy, một cây của dao cai này các bác này. Đấy, dao cai C dòng Santoku này các bác này, Santoku. E83 là 230k. Tiếp theo E84. E84 thì hôm nay em xả hai cây dao như thế này. Đây, hai cây chữ chữ đầy đủ này các bác nhé. Nhưng mà cái phần bề mặt của nó thì nó cũng bị nhăm, bị rỗ như thế này này. Đấy, bị nhăm, bị rỗ này. Tay cầm thì bằng gỗ. Khâu thì bằng nhựa. Đấy, rất là sắc bén luôn. Cây này cũng vậy. Đây, chữ nghĩa đầy đủ này các bác nhé. Đấy. Tay cầm bằng gỗ đây và có vẫn còn tem mác đây này, nhưng để kho bãi lâu ngày thì nhìn cái bề mặt nó không được đẹp lắm. Đấy, hai cây như thế này. Hai cây dao bếp như thế này. E84 là 200k hai cây này các bác nhé. Dạ, tiếp theo là E85. E85 thì em lên một cái viên đá mài của hãng Katashiwa này, viên đá của Katashiwa. Viên là cây này thì em cái dòng này em bán nó khá nhiều rồi, bán khá nhiều. Bản thân nhà trong nhà em bây giờ cũng đang xài cái viên đá này luôn nha các bác, xài cực kỳ ok luôn. Trước khi mài ấy thì các bác ngâm nước, các bác ngâm nước khoảng 2 3 phút cho đến 5 phút càng tốt nha các bác. Mình ngâm nước xong bắt đầu mình mài cái mặt đỏ này trước, là mặt đỏ là mặt phá đó. Mình mài mặt đỏ trước xong tới là mài sang cái mặt 8000 này. Đấy, cái độ rít nó lớn, cái độ rít nó lớn thì sẽ rất là sắc nha các bác nhé. Bản rộng là được 6 cm này các bác này. Tổng chiều dài thì được 18 cm và độ dày sẽ là được gần 3 cm nha các bác nhé. Gần 3 cm. E85 là 200k. Vâng, mã E85 cũng là cái mã cuối cùng của cái video ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các cô dì chú bác anh chị đã bớt chút thời gian quan tâm theo dõi. À, các bác cô chú anh chị xem thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn các bác ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau ạ.